Được rồi kìa, mình có bị nữa cũng đây. Hãy subscribe cho mày. Được chứ? Hello, hello cả nhà. Phải xuống mày phải xử lý được không? Không. Phải xuống là phải chịu áo. Chịu á. Hello. Về đây. Về góc đi. Hello, hello cả nhà. Đi nó ngồi ngay ngồi tổng cắt 18 em. Quá không đéo cái tuổi nó vì đôi cơm luôn em. Chí gãi 18 luôn em. Chí trả lại. Dạ em ơi xem lại em xin một chậm nhé cả nhà mình ơi. Hello Bọc Ngọc, hello Kiều Trạng. Rồi lấy nha chị em ơi. Lấy xin quả hả? Cảm ơn Bảo Ngọc nha. Đồ bẻ mày chị ơi. Đến đồ bẻ trước nha ha. Chị nào quan tâm đồ bẻ nha, lên nha. Không. Còn đây muốn mà mình like nguyên like mà còn đứa bé không được. Thì view mất. Mà đừng mời bố một thầy lên cái tạp như thế này. Mà chi mất rồi mà chi. Nó đi thui thui đi ha. Lá này còn đúng với lợn nữa. Còn đúng với lợn nha nó mới chi á hi. Đây muốn mà like nguyên like mà còn đứa bé không nữa hả? Đâu lái thôi hoặc củ à, dừa dừa lái thôi mà chia. Rồi lên đây view giúp em cả nhà ơi. Để học cái bùng vốn này. Rồi mới rồi mà chim mệt rồi. Cảm ơn hai miếng này. Em cho chị kém bẻ này. Rồi vô nha cả nhà, hay vô nè. Cho mời mấy người đi. Thôi mà chị đi mệt rồi. Cho Lê Thu này. Nhưng mà chị ơi, đâu lái em xài đô đây. Xài đô của hang hoang ha. Tao lau trúng bao hoang ha, em xả ha. Quân đi ha, em à. Hôm bữa em xem là 40 nè ha. Hôm bữa em xem quân rin xuống là 40 ngàn ha. À, ha.
50kg giùm em hả? 50kg ok ha, cũng lên xuống. Bây giờ em xem mày chỉ 30k hay 30 nè ha. Đó ha. Nhà vía ha. Sa nhà vía. À 50kg đi đồ lại giúp em ha. À, ok nha mày chị ha, cũng lên xuống hôm bữa em bảo 40k ha, chứ em xem mày chỉ 30 nha ha, đi xuống 30k giúp em ha. Đẹp chưa mày chị ơi? Đi xuống giúp em mày chị ha. 50kg đồ lại này ha. Chị đây xe mơ nữa mày chị ha. Thế nhưng mà đi xuống ha 30k. Màu ngay đi mắc cười đi hè, hẳn đẹp nữa hè. Gửi hàng cho em. À, sáng mai tối chiều mai hành lý hè, chiều mai. Hành lý hôm bữa là có cái chân vải ở chỗ em phải không? Chân vải màu đỏ. Phải không? Chân vải màu đỏ mà em nói này phải không? Thì chứ mà bún nè mày chị ha, bún này ha. Bún giùm em ha. Hôm nay 60kg ok giùm em ha. Ha, form này là tầm 60kg ok hay lấy cho mà bún bún em xem mày chỉ 10k hay bún đẹp chưa, bún cam giùm em hay lên cho mà bún cam 10.000. Nè thì chắc mà vậy hả, vậy giùm em ha. Bữa xéo cái này là 20k hay bây giờ em xem 15.000 hay. Thế chứ mà xuống nhưng mà chị hãy xuống con tém luôn mà chị ha, xuống con tém luôn này ha. 50kg đồ lại giùm em ok ha. Thế nhưng mà nó xuống 15k luôn hay. Thế nhưng mà xuống 15.000 hay. Xuống 15k. Hello chị Trang Thủy nè. Trang Thủy nè, hello Trang Thủy. Thế chứ mà bún này mà chị bún giùm em ha, bún. Bún này bún mạt cực nhưng mà chị ơi, à bún trắng này mạt cực luôn ha. 55kg ok giùm em ha. Thế nhưng mà bún trắng em xem mà chị là 20 hay, bún trắng 20.000 hay. Thế nhưng mà bún trắng 20k, 55kg ok giùm em ha. Bún trắng 20k giùm em ha, bún đẹp chứ mà chị ha. Chắc này mặc bảo mạc nha ha. 100% cô tông luôn tại ha. Hello chị Victoria. Có đôi lợn chứ tôi hí ha, có đôi lợn. Chị có ghi đôi bẻ đôi chim nè. Hello Thanh Thanh Đoan này. Thì chứ mà về xuống nữa mà chị hi, về xuống. Về xuống giùm em ha, 55kg ok giùm em ha. Nếu như mà xuống áo cam chú Bảo Ngọc. Xuống em xem mày chị là 15.000 hay xuống vàng 15k ha. Đẹp chưa? 55kg ok giùm em ha. Thế nhưng mà xuống vàng 15k. Hai dây nè mày chị, hai dây caro này ha, hai dây caro. Thế đây là cái áo mày chị hết áo nè ha. Hôm nay là 50kg đồ lại giùm em ha, hai dây caro 10k hay. Áo cam chú Bảo Ngọc. Lấy nhưng mà hai dây caro 10.000 em cho chị Trâm Lê. Đây cái dây caro 10k. Bô lua mà chị ơi, bô lua hả? Bô lua mới đẹp luôn. Bô lua mới đẹp nha mà chị ha. Nó ha. 55kg ok chứ mấy mà chị. 55kg ok hết luôn ha. Bô lua em xem mà chị 35.000 ha, 35k. Caro 10 cho Bảo Ngọc. Tôi đến xem mày rồi. Tôi đến đây chị đem đo cho ha. 55kg ok giùm em ha, 10 kit ha. Mình lấy cho mà bộ lùa 35.000 ha. Đẹp chứ mà chị ơi. Lùa mềm đẹp nha ha, 35k. Nhưng mà bộ lùa 35.000. Chắc size 20 quá ha. Size 20 chị nhất. Size 20 chị đẹp ấy. Hello Nhan Nhan. Đây chị hi, cái tủ nem size 20 thi. Bộ lùa cho dân ngốt. 35, bộ lùa 35. Ha, chị đẹp ấy, em size cái tủ này 20.000. Đen 20. Tôi đen cho chị Victoria. Chắc mà 43 nữa mà chị hết 43. Có lùa 35 cho chị Dân Ngô. 43 hôm bữa em bảo 15.000 này. Xem 10k, 43 10k. Chị ní ra hôm bữa chột liên tục đấy. Hai đợt mua vô trả tiền ship luôn. Không nhận hàng em biết kiểu chị luôn. Mà đâu phải là hàng xấu. Từ bình đây là bye bye luôn. Nó cho chốt luôn. Lấy cho màu xám 43 giùm em ha, 60kg ok ha. 43 10.000 giùm em ha, lấy cho màu 43 10k. Tôi đến mày. Tôi đến 20. Áo giỏ nó mà chị ha, áo giỏ giùm em ha. Áo giỏ này mà chị cho bẻ đôi mặt là ok luôn này ha. À. Tôi đến 20 cho chị Lý. Tôi đỏ to hơn chị ạ, tôi đỏ to hơn. Mà 60 trên nương. À, chị đơn em đi chưa? À đơn em nghe quá chị mắc việc chưa chị chưa lên đơn đấy, chọn chị đi.
Hello Mi. Tụi đẹp à, tụi đòn này á, là phóng này làm chắc phải 22 25 á, đòn. Size 23 chị nhá. Size 23 chị đẹp đấy hả? Size 23 hả? Em này thì xịn hơn nha ha. Em này thì 50k hả? Em này thì 50k. Em ở xịn hơn 60 chứ nướng pha. Thì chắc mà giỏ chứ mày mày chị hết mày chị cho bẻ đôi mặc ok luôn ha, 55k đồ lại. Có phòng này phải 60kg được lúc mà chị hiên đi. À thôi mày bẻ 55kg đi ha. Nếu như mà giỏ, sao mày chị là 30 nha ha. Giỏ 30k. Lô nhang đằng ha, nếu như mà giỏ 30. Tuy ha, giỏ giùm em ha. Giỏ đẹp chứ mày chị ha. Giỏ mới đẹp đúng không? Giỏ 30 ngang hoặc giỏ 30 cho Mille. Hello Nguyễn Sương. Nè mà chị nè, cái biếu nè, biếu mới 200 mấy đấy ha. Dạ má lâu lâu gặp khách chị mấy mà lâu lâu đó thôi mà ngày vô gặp là chắc bọn nghe à, cho ông giỏ 30 cho Mi lên nghe chứ được em ơi, nghe chứ được ông Nhung với em mà chị ha. Ông Nhung hôm nay là 50kg ok nha mà chị ha. À, chị Vân Nhân chứ em đây chị bảo xịp có lây ha. Nếu như mà nhúng vào nhúng em xem mà chị 10k luôn ha. Nhúng 10 ngang ha. Nếu như mà nhúng 10 luôn ha, 50kg đồ lại cho kỳ nhúng xinh quả này ha. Nếu như mà nhúng 10k cho em ha. Nhúng 10 thôi vậy nè mà chị ơi. Chị Vân Nhân gửi tiếp nha Mi Lê. Thôi giảm 5k chị đẹp, giảm 5k thật năm con trò về lùa xinh quả mà chị ơi, về lùa chất dây đẹp lắm nha ha. Trời ơi đẹp quả này ha, hôm nay 50-51kg cho men nha mày chị ha, quả đẹp luôn ha, lùa dây sướng chứ. Lấy nhưng mà lùa vàng, lùa vàng xem mày chị là 59 ngàn ha, lùa vàng 59k đẹp chứ này ha ha. Để nhưng mà lùa vàng 59 giảm rồi là ok rồi chị đẹp ha. Lấy chứ mà là lùa vàng 59k ha, phóng lên 52kg ok cho em hả. Lùa dây sướng cho mày chị ơi, lùa đẹp chị sợ chứ hả. À, em thấy bên đây có bị sượt tí nè ha. Ha 55 ngàn ha, dẹp trên kề ha. Giao Di Thu Phạm Hiên dẹp trên kề nướng. Nướng dẹp trên kề ha, nướng dẹp đi 35 thôi, sao 35 thôi. Vậy lùa vàng cái Di Thu Phạm Hiên con mở đẹp nha chị Victoria hay con mở đẹp chị đẹp ơi. Này bên đây hả, giống kiểu là bị đùng ở đây ba, bị xước miếng mà cái miếng đấy là miếng vỏ bọc ở ngoài chị hả, giống như miếng ni lông rồi mình thấy, giống miếng ni lông mà chút xíu mà cũng thấy bao ha. À mình để ý lắm mới thấy. Hello Hà Nguyễn Hương, lùa vàng cho Di Thu Phạm Hiên. Lùa vàng này, lùa vàng 59 này. 55 nè. Di Thu Phạm Hiên vừa thoải mái 50-52kg. Nó không có chỗ xịt xỉu này không có nói đây. Dạ vừa gì vừa nữa gì ơi. Vậy lén như mến đó mà chị ha, vậy lén đẹp chưa mà chưa. Rồi vậy lén nè, xuất sắc nha mà chị ơi. Vậy lén như mến ha. Hôm nay 50kg đồ lại cho em nha mày chị ha. 50kg đồ lại xinh chứ mày chị ha. Gì mặc vừa chứ hả? À vừa nặng không mua hôn 52kg đồ lại nữa. Nếu chứ mà là đâm len em xem mày chị 55 này. Đâm len 55 nha. Thì phải len em mới mà chắc len đẹp lắm nha mày chị ha. Mày len 55k ha. Hôm nay 50kg đồ lại cho em ha. Mày len xuất sắc mày chị ơi. Gì mặc vừa gì Thu Phạm Hiên nhá. Đó ha, len nhưng mà phải len ha, 55 nha. Hello ảnh ảnh này. Mà là vậy rén xanh như em mà chị hay vậy rén xanh ha. Vậy rén xanh như em ha. Hôm nay 52-53 ký thoải mái như em ha. Lấy như mà rén xanh. Cái này bị dính chi ha. À cái này là gì? Về mà chị giặt ra thôi em bắt ra ha. 52-53 ký thoải mái ha. Lấy như mà rén xanh. Rén xanh em xem mà chị 30 ha. Rén xanh 30k. Rén xanh 30 ngàn. Thì chắc mà đâm đen nè mà chị hay đâm đen. Đen như em ha.
Hôm nay 50 đến 1 kg giùm em ha, lấy cho mà đâm đen, đen em xem mà chị 30 luôn ha. Đen 30.000 giùm em à, lấy cho mà đâm đen 30k. Rồi vô cưng. Đây chị xuống đi farm ha. Này lấy cho một cái áo lóng bẻ nữa mà chị, áo lóng bẻ ha. Lóng cực mình luôn ha, lóng mình xíu mình luôn ha. Bẻ nó bẻ tầm 13 kg độ lai giùm em ha. 12 13 kg cho đẹp nha mẹ chị ha. Trời ơi cái lóng này ha, phải 14 kg độ lai đấy ha. Lóng đẹp quá trời, lấy nhưng mà lóng bẻ em xem mẹ chị 35 ha, lóng bẻ 35 nha. Cái lóng mình lắm nha mẹ chị ha. Để xa đây mà đó màu như ri này ha. Em đưa chị cần chất lóng này ha. Mình cứng luôn ha. Thế nhưng mà lóng bẻ ha 35k, bẻ tầm 14 kg độ lai giùm em ha. Lóng bẻ 35 cho Tigon. Thôi cái lóng mình làm chị Tigon á. Mày lén bẻ nè mà chị ơi. Cứng như sợ chứ. Nè ha. Thế chứ mà lén bẻ. Bẻ nó bẻ 14 kg đô lai ha, 13-14 kg ha. Lén bẻ 35 luôn ha, lén bẻ 35 nha. Lén bẻ 35k. Lén bẻ 35 cho Ngọc Đằng. Thế ao dò bẻ chứ mà chị hiểu ao dò bẻ. Đây có bẻ đây, bẻ hơi to nè. Lén bẻ thì rơi dưới xương nhá. Bẻ này phải bẻ tâm mi 17 kg đồ lai mà chị, 17 kg đồ lai ha. Thế nhưng mà giỏ hay giỏ xem mà chị lo. 40 ha, giỏ bẻ 40 ngang, giỏ nó mà chị đẹp chứ ha, cứng chứ. Thế nhưng mà giỏ bẻ 40k, bẻ tâm 17 kg đồ lai ha, lấy nhưng mà giỏ bẻ ha. 40k, đẹp chưa? Bẻ 87 kg giùm em ha, giỏ bẻ 40. Lâm nhúng mà chị á, cứng quá trời nè. Nhúng bẻ ha, bẻ nó bẻ tâm mày kia đấy. 16 kg đồ lai giùm em ha, 16 kg đồ lai ha. Thế nhưng mà nhúng bẻ em xem mày chị lá. À 50 hay nhúng bẻ 50 ngang ha, bẻ tâm 16 kg đồ lai. Trời ơi mặc chưa, gần tới Noel nè mày chị ha, muốn cho bẻ mặt này. Chiếc tẻ chiếc Noel ok hết ha. Thế nhưng mà nhúng bẻ giùm em ha, 16 kg đồ lai ha, nhúng bẻ 50. Mù lén bẻ nè mày chị. Mù lén bẻ nó bẻ 85 kg đồ lai. 50 cho chị kém bẻ. À lên cho mày lén ha, lén em xem mày chị lá. À mù lén này 20 hay mù lén 20 hả? Nhưng mà mù lén 20. Mày vàng bẻ mày chị ơi. Bẻ nó bẻ 82 23 kg giùm em ha, lên nhưng mà vàng em xem mày chị 25 ngàn hả? Mày vàng 25k. À pháo nè mày chị hả? Pháo bẻ nó bẻ 85 kg đồ lai giùm em đi hả? 15 kg đồ lai ha. Pháo dây đẹp lắm nha mày chị ha. Nhưng mà pháo bẻ em xem mày chị là 35 ngàn hả? Pháo bẻ 35k. Đẹp chưa? Thế nhưng mà pháo bẻ 35k hả? Em chào chị Kiếm Phương. Pháo bẻ 35 ngàn giùm em. Nó là áo bún đi mày chị ha, áo bún giùm em ha. Áo bún cho bẻ đó mày chị ơi. À đo lượng em vẫn con gặp chị này. Em lên đo bẻ xong em lên đo lượng nha. Bao bẻ nhỏ xíu thôi. Hôm nay là tâm bẻ tâm 18 19 kg giùm em ha. Lấy nhưng mà áo bẻ 10 ngàn hay 18 19 kg. Lấy nhưng mà áo bẻ 10k. Hello Thanh Hiền. Này một cái kia là xanh đầm, cái này xanh nhạt ha, 10 ngàn giùm em ha. Bẻ tâm 18 kg đồ lai ha. Lấy nhưng mà là áo bẻ 10k. Áo lén bẻ nè mẹ chị. Bẻ nó bẻ tâm 14 kg đồ lai ha. Hai áo 20. À, lén bẻ em xem mà chị là 20 ngàn ha. Bẻ 84 kg đồ lai ha. Thế nhưng mà lén bẻ 20. Hai áo 20 cho hành lý. Ồ cái sẹt này mà chưa sẹt nó sạch ẩm nha ha. À quên kìa. Đâm đây là đâm ẩm đây mà chị ha. Phối liền đi luôn ha, nhúng bên trong này ha. Bẻ này bẻ 85 kg đồ lai giùm em ha. Lấy nhưng mà là vầy phổi đi, vầy phổi em xem mà chị là 50k ha, vầy phổi 50 đẹp quá này. Đây mà chị ha. Trời ơi, lọt từ bên trong ra ngoài luôn này. Chị ha, lọt nhúng này ha. Hello trang đồ này ha. Để cho mà phổi bẻ 50 ngàn ha. Để 85 kg đồ lai giùm em. Bày gậm đó bà chị ha, bày gậm bẻ nè. Trời ơi, cứng quá nè. Bẻ này bẻ 80-11 kg giùm em thế ha. Để cho mà gậm em xem mà chị 40 ha. Gậm 40. Cứng quá trời luôn ha. Bẻ 80-11 kg này ha. Cái này là mặc đi tiệc đi đồ báo xinh nha ha. Gậm bẻ 40k. 10-11 kg. Lên lên cái việc này. Lên cái việc rồi. Chào chị Kiều Ly. Trời ơi, ghi lên lóng nữa đây mà chị. Ghi lên lóng nữa.
Bé này bé 82kg lại thôi mà chị ha. Ghi lên lông, ghi lên lông xem mà chị 35 ha. Mình gì sợ luôn ha. Lông cực mình ha. Thế chứ mà ghi lên lông 35 ngàn. Cung rin này mà chị rin bé. Bé này bé tầm 20kg ok cho em ha. Thế chứ mà cung rin em xem mà chị là 30 ha. Dạ chị Phương đó, chị em đi rồi chị chưa nhận được hả? Đang khách tỉnh mà nhận mau mau đó. À, em không đi được 3 ngày rồi đó. Chắc chị gần nhận được rồi, chị Phương đi được 3 ngày ừ. Đúng á. Thế chứ mà cuốn rin bẻ ha, 20kg đồ lai hay rin bẻ 30 ha, rin bẻ 30k. Ghi lên hello chị Hồng đi. Ừ. Áo len nha mà chị, áo len cứng chứ ha. Đấy nó bẻ 77 78kg giùm em ha. Lấy chứ mà áo len xem mà chị 25 ha. Lấy chứ mà áo len bẻ 25 nha. Lống vang thì đó chị, tí gôn này lống vang cho Ngọc Đằng nhá. Thế chứ mà cuốn rin ha mà chị ha, cuốn rin ha. Nè trái gãi đều được cho em nè ha. Cung rin cho em ha. Bẻ đấy bẻ 85kg cho em ha. Lấy mà cung rin, cung rin em xem mà chị 25 ha. Cung rin 25k ha. Lấy nhưng mà rin đuôi 25 nha. Vậy da đó mà chị ha. Vậy phải vừa trưởng. Dạ hơn chi chấm xem bây giờ. Không, da hơn đi khả có anh đại diện đấy. Giờ đen. À da hơn đôi dây đen là size 40 bằng 1 lần nha ha. Bạn đi xem mấy ba. Dạ chị Phương à, chắc mấy ngày từ đấy là chị nhận được đó nhá, vì em ship cho chị là được 2-3 ngày rồi. Vậy già đó mà chị hết bẻ 83-34kg cho em ha. Lấy nhưng mà đâm già, già em xem mà chị 30 ha. Lấy nhưng mà già 30k hay đâm già 30 nha. Khi 34kg cho em ha. Nó bồ với mày chị á, bồ cũng lắm nè ha. Bồ bẻ 85kg đồ lại cho em ha. Lấy nhưng mà bồ đem xem mà chị 55 ngàn hay bẻ 85kg đồ lại ha. Lấy lên nhưng mà bộ cám 15. Bộ cám 15. Bộ vàng nè mẹ chia. Đó bộ vàng 15 luôn cho em ha. Bộ vàng em 10 đi. Bẻ 84kg ha. Bộ vàng 10k ha. Bộ vàng 10 ngàn. Thôi chị Ngọc Lan Nguyễn Thi nè. Bảy đi o đò nè mẹ chị. Bảy bẻ đi o đò nè ha. Bẻ nó bẻ 82-83kg giùm em ha. Lấy nhưng mà đâm đò em xem mà chị 25 nha hả. Đâm đò 25k hả. Nhưng mà đâm đò 25k. Vàng à. Bộ vàng 10. Bộ vàng 10. Bộ vàng 10 cho Ngọc Đằng. Lấy nhưng mà đâm hoa cho bẻ đi hả. Bẻ 40-45kg giùm em ha. Lấy nhưng mà đâm hoa em xem mà chị 20 hả. Lấy nhưng mà hoa 20k. Đâm hoa xanh giùm em. Hoa xanh bẻ 84-84kg đồ lại đấy mà chị ha. Hoa xanh cứng quá nè ha. Thế nhưng mà hoa xanh em xem mà chị 25 ha. Hoa xanh 25 ngàn đẹp chưa. Hoa xanh 25k ha. Nha chị Thủy Võ ha. Chị Thủy Võ ha. Nên chứ mà là hoa xanh 25 ha. Rồi bồ vang 10 cho Ngọc Đằng. Vậy đò cho Tổ Hy. Thế chứ mà đâm hoa hồng nè mà chị. Hoa hồng giùm em ha. Bẻ 15kg đồ lai giùm em mà chị. Rồi tí gôn ghế lấy. Ok chị tí gôn nè. Thế chứ mà đâm hoa hay. Đâm hoa em xem mà chị 20 hay. Đâm hoa 20 ngàn hay. Đâm hoa 20k. Chị đâm hoa quá. Đó thì chứ mà là đâm lạ đi mà chị. Đâm lạ. Bẻ 82-83kg giùm em ha. Lấy nhưng mà đâm lạ 20 ha. Đâm lạ 20 ngàn. Đó ha, có dây cột đằng sau ha. Nhưng mà đâm lạ 20k. Bộ cám 10 cho Tổ Hy. Hello chị Mai Nguyệt này. Đây là chiếc cuốn lá chín nè. Này lấy cái mặt cuốn ha, cuốn đen đó mẹ chị hay cuốn đen cho bẻ này. Bẻ tầm 20kg đồ lai giùm em ha. Cuốn đẹp chứ mẹ chị ha. Thế nhưng mà cuốn đen xem mẹ chị 20 ha, cuốn đen 20k. Nên cái màu hơi bị mơ nhá. Hơi bị oải á, cũng nghe đi cái màu hơi bị oải. Cuốn đen 20 giùm em ha. Con tổng đôi đẹp thế. Con đến 20 cho Tổ Hy. Đây là con tắc cả mẹ chị. Con tắc cho bẻ hi, con tắc cho bẻ hi. Hai cái em phổi ha trúng đi hi. Bẻ 85kg đồ lại giùm em ha. Đó ha. À lấy giúp mà bộ xẹt đi hi, xẹt em xem mẹ chị 15 ha, xẹt 15 ngàn ha. Con đến hết nhá hai miếng. Đây lấy giúp mà xẹt hết, xẹt 15k hi. Lấy giúp mà xẹt 15. Bẻ nó bẻ 85kg giùm em ha. Con đen hết cả chi
Rồi. Vô tại bao nguyên lượng đây nha mẹ chị Hi. Em tuồn lực luôn ra đôi mẹ đôi nguyên lượng được nghe. Thế đợi nhanh nha. Bán đi là đồ đẹp nè ha. Dạ hơi cao xíu thôi. Cái đồ là xuất sắc. Này lấy nhưng mà bồ nhúng đen nha mẹ chị Hi. Bồ nhúng đen. Hello hoa vỏ này ha. Bồ nhúng đen. Đó, cái áo nó form đi nha mẹ chị ha. Ảp đi là nó không chỏe nhưng mà nó màu nó không được tươi. Không mẹ chị. 75 à. Set 15 đó, cái quần đó, cái áo đó. Set 15 cho chị Trầm Ngọc. À, hello chị Hồng Phương Bạch. Cái quần lá chín với cái áo hoa hoa nhỏ nhỏ đó. Nè, bồ nhúng nè, mẹ chị Hi, áo này hả? Áo này ha. Hôm nay 55kg ok nha mẹ chị Hi. 55kg. Thôi 53-54kg đi ha. Mẹ chị mắc cờ em thôi, 1m50 thôi con. Mẹ chị mà 1m55-1m6 đó sẽ bị hợp cái quần nha ha. Hợp cái quần lên chục xíu ha. Ha, lấy cho mà xịt nhúng. Xịt nhúng nè, em xem mẹ chị 120 hay xịt nhúng 120k. Xịt nhúng đẹp cho mẹ chị em 10kg. Lấy cho mà xịt nhúng ha, 120k, 52kg đồ lại thoải mái ha. Xịt nhúng 120. Xịt nhúng mới đẹp luôn. Đây chị Thanh Kiều. Xịt quần bé. Học đăng comment chị đợi em lại xịt nhúng hả? Xịt cái chị đó. Comment chị ba. Nhúng đen cho Ngọc Đằng. Nhúng đen 120 đẹp lắm Ngọc Đằng ơi. Thôi mà chị á, vải len vàng giùm em này hả? Vải len vàng. Đẹp ghê chứ mà chị ha. Hôm nay 55 ok nè ha. 55kg ok giùm em ha. Kem mù kem đô nè mà chị ha. Nè. Mời tiếp, mời tiếp. 55kg ok cho em hả? Thế chứ mà là vậy vặn lén vàng. Mời kịp lúc mà chị ha. Lén vàng em xem mà chị 70 hả? Lén vàng 70 ngàn. Bảo đây là đô hơi đắt nhưng mà lo đẹp nha mà chị. Lén vàng 70. Xếp nhúng này là mời 98% á. Mời đẹp luôn em ơi. Mời tuần luôn em nhé. Nhưng mà bị điếp đứt tém rồi nè. Còn áo có crop top hành gì theo dõi lại nè. Em lại xét quân bè ở trên trước chị ơi. Em xét bè luôn chị. Xét bè đó hả? À thỏ tí chụp mà chị không đọc được comment thôi. Em chụp sẽ khác được nhá. 50-52kg đồ lại với em hay lên chứ mà quân hả? Quân đó mà chị. Quần đen này form nó giống như kiểu Alibaba rồi mà chị Hi Phong và trên bằng dựng tập tập lại rồi ha. Thế nhưng mà quần đen xem mà chị là 35.000 hay quần đen 35k ha. 50-52kg giùm em. Quần đen 35. Thì chứ mà vải nhúng bẻ nữa mà chị Hi, vải nhúng bẻ giùm em. À vải nhúng này bị xin lỗi xíu. Thì chứ mà vậy lén đó mà chị, vậy lén ha, vậy lén ở sọc này mà chị, vậy lén sọc ha. 55kg ok giùm em ha, dai quá mất dai quá đầu gối thoải mái giùm em mà chị ha. Thì chứ mà vậy lén sọc anh xem mà chị là 65 ha, vậy lén sọc 65.000 đẹp chứ. Mà chị phong xuống ha, về mặt á, 55kg ok ha. Thì chứ mà vậy lén sọc 65k. Chào chị Ngô Thị Sung. Thì chắc mà bồ khủng long bẻ đó mà chị em bồ khủng long bẻ. Bẻ đấy bẻ tầm 20kg ok với mẹ mà chị em. Thôi 17-18kg đây cho đẹp ha. 17-18kg ha. Thế nhưng mà bồ khủng long em xem mà chị 20 ha. Bồ khủng long em xem mà chị 20k hay. Bẻ tầm 17-18kg với mẹ ha. Bồ khủng long 20 nha. Thế nhưng mà khủng long 20. Vậy sọc cho tổ hi. Sọc 65 ngang. Mình đang sọc 65. Nói để khi có cái cung này. Nghe cái sẹt đấy đẹp nữa mà chị. Sẹt đấy chất chất cả đẹp siêu luôn hả. Chị
giảm luôn, tướng thịnh đấy. 50kg đồ lai thoải mái đấy mày chị ha, 50kg đồ lai thoải mái ha. Áo là áo có crop top đấy ha, áo có crop top này đó ha. 50kg để qua được không? Được nữa hả? Được nha ha. Đó ha. Thế chứ mà xe trắng đấy xe mày chỉ là 90k hay 90 ha. Xe chất giá cả đẹp cực nha ha. À, phóm thể tháo nữa ha. Áo là áo có crop top này, có kem mù này ha, quân này. Đó ha. Thế chứ mà là xe trắng ha, 95k giùm em ha. Chất giá cả giùm em mày chị ha, chất giá cả đẹp luôn ha. Xe trắng giùm em ha. Đang sau lưng đó mà chị ha, đang sau lưng nè. Đó, đẹp chưa hả? Để cho bà sẽ trắng ha, 95k. Hello Huy Nhi nè. Đây chị Liệu Nguyễn này. Cảm ơn Hoa Vỏ ha. Để cho bà vẫy cá rô đó mà chị, vẫy Burberry này ha, vẫy Burberry ha. Đó, đẹp chưa? 50-52 thì ok giùm em ha. Nếu như mà Burberry em xem mà chị 35 ha. Màu bi ok phong xuống đó mà chị ha. Nếu như mà caro đấy hả, caro 35.000 hả. Nhưng mà vậy caro 35k. Thì nhẫn luôn. Thì chắc bà quân ha, quân xuống này ha, quân xuống. Rồi 46-47kg giùm em ha. 46-47kg giùm em, quân xuống đẹp chứ mà chị ha. Xuống là chất rỉn ha, chất rỉn đẹp luôn ha. Thế nhưng mà đến xuống đấy, xuống đem xem mày chỉ 60 ha. Khuôn rỉn 60k. Thế nhưng mà rỉn 60 giùm em. Hóa vò hôm bữa có vô chi 20.000 đấy, hóa vò hay. Chào cái đây chị đi hay. Mày cá rô cho Lê Ngọc. Này thì chấm một cái đâm đây mà chị, đâm trắng đó mà chị, đâm trắng cho em ha. 55kg ok cho em mà chị ơi, 55kg ok ha, bao bi được luôn ha. Con tém này mà chị, con tém luôn ha. Tém này ha. Đó giả là 190k hay. Đó ha. Em xem mà chị đó 85.000 hay 85k. Đó đẹp chưa mà chị ơi, chắc là báo sướng nha ha. Mặc mấy cái này sướng, chắc sướng lắm ha. Thế chứ mà vài trắng hay, 85k. Trắng 85.000. À, đây là bồ đấy ha. Bồ thể thao cho bé đấy mà chị ha. Tại cái bồ này là chất đẹp ha. Mà cái chữ nái đi á mà chị ha. Bị bọc trên này, bị bẫy trên này. Bồ bé cho em. Bé này bé 87kg đồ lại cho em ha. Lấy nhưng mà bồ đen sẽ mày chị là 20.000. Bồ này chất đẹp lắm nha ha. Chất thể thao đẹp lắm ha. Lấy nhưng mà bồ đen 20k ha. Bé 87kg đồ lại ha. Bồ đen 20. Thì chắc mà vậy vậy vàng ha, vậy vàng. Bồ đen cho Quỷ Mi. 52-53 kg ok ha mày chị ha. Còn mày chị câu cá thì 55 kg được luôn ha. Còn đây không xuống 55 kg ok ha. Thì chắc mà đâm vàng, vàng xem mày chị 40 ha. Thì chắc mà đâm vàng 40.000. Đẹp chứ ha. Bồ đen hiện nhất chị Hằng Lê. Thì chắc mà la vàng 40k, 20 hình là 20. Thì chắc mà vậy vàng ha, 40. À, hello Hà Dương này. Bồ đen hiện rất gặp gì nhất. Thì chứ mà đâm cà rô đó mày chị. Đâm cà rô ha. Hôm nay 50kg đồ lại giúp em ha. Cà rô xem mày chị 30 hả. Để chứ mà đâm cà rô 30k. Đâm cà rô 30. Mũ mày chị, mũ đen này ha. Để chứ mà mũ đen xem mày chị 30.000 hả. Mũ đen là chất nên mày chị ha. Đó ha. Để chứ mà mũ đen 30k hả. Mũ đen 30.000. Mũ Tommy đó mày chị ha. Đẹp chưa. Để cho bà Tommy hay Tommy 30 luôn mà chị ha. Để cho bà Tommy 30.000. Đẹp chưa? Ha mấy mũ này bên phủ đô bao xinh ha. Để cho bà Tommy 30. Chuyên lên lông mà chị. Chuyên lên lông nè ha. Em này là lông xịn nha mà chị ơi. Lông cực mềm luôn nè. Em này lông, lông đẹp lắm. Em này lông đẹp cực luôn. Ôi đẹp lắm nha ha. Thế nhưng mà lông ha, lông này em xem mày chỉ 100 ha, 100k ha. Thế nhưng mà ghi lên lông 100.000. Hello Phạm Hồng Thẩm. Thôi lông này xinh lắm nha mày chị, lông mềm tưng. Đẹp chưa ha. Thế nhưng mà lông 100k ha, 50-52kg cho em. Trời loài mờ mày mãi. Loài mờ.
lông, lông cho tổ hi. Lông nó đẹp lắm luôn á tổ hi ơi. Chứ mà phải nú nữa mà chị hi, phải nú. Phóng này bao bì ok thoải mái ha. Phóng rồng rồi nữa mà chị hi. 55 56 ok à, 55 56 ký được nha ha. Đấy chứ mà về nú, về nú xem bà chị 40 ha. Về nú đây chắc đà lắm ha. Đấy chứ mà nú 40.000. Nú 40k giùm em ha. Đúng 100 cho tổ hi. Thế có đồ mua sao 35. 35 là hết. À có dẹp thêm á. Không đây dẹp này thôi nè. Đây dẹp này hăng niu hả? Hăng niu. Còn nước à, còn nước bên chục xíu nữa ha. Chắc là để lâu không mang bằng nước bên thì. Cho 25.000 này đó mới. Mùi. Tommy Tommy. Này lấy cho mà là ảo à. Măng tô nha mẹ chị, măng tô. Ôi mẹ chị ơi, em nghe đồ là hết tháng 11 Tommy là sẽ làm 30 cho chị trăm lê. À, nghe đồ là sau sau hết tháng 11 nên là sẽ lần rồi nha. Chị nào mà chốt được đồ đồ lần hiện giờ thì cứ chốt nha. Tại vì mai mục mà lần á thì là đồ đồ lần thì rất là mắc luôn hả. Ha à, lấy cho mà măng tô nha mẹ chị. Em bao chất như mẹ chị ha. Bao chất ha. À, cái áo này là mua 5-6 tấm đó mẹ chị ấy ha. Đã quên, để đai này bên đi. À ha mẹ chị ơi, hay lấy cho mà măng tô xem mẹ chị là 140k hay 140.000. Chị Phương Lê, không nghe người như quen nói á. Cái bàn bằng sọp á, nhập lén về áo già đô về á, chơi tới mua đông bạc đó chị nó. Không mà lượt thấy mọi người bình luận rồi đó. Mọi người nói là cố gắng đi quá thẳng. Thì thẳng 11 là lành rồi. À ha. Nên chứ mà măng tô nữa mẹ chị hi, măng tô cái này là mẹ chị về ấy là cái giấy giùm em hả? Vì trật cái khớp ra thôi hả? À, nên chứ mà măng tô hơn 140k, form này 55kg ok giùm em mẹ chị hả? 55kg ok hả? Theo quả này hả? Măng tô chất báo sưởng nhưng mà chị hi, 140 hả? Rồi, tiếp một báo đôi bẻ nha mẹ chị đẹp ơi. Tiếp báo đôi bẻ nha ha. Đây chị Hô thì quý. Hối vậy sợ hối luôn. Nó mà hối vậy sợ luôn. Đây chị Điệp. Hả? À. Con kẹo nữa mà chị ơi, con kẹo lành rồi này. Đây cho kìa cái đai. Con cái đai trong mắt. À đây phủi lông giùm em ha, phủi lông vào tay nè ha. Lông này cùng mình từng luôn mà chị ha. Ha. Hôm nay 55 kia ok luôn mà chị. Đó ha. Nó là vậy gì vậy da hả vậy da mà chị hi đó ha. Đây chứ mà vậy da giúp em này ha, đẹp chứ mà chị ha. 55 kia ok chứ mà chị ha. Thế chứ mà vậy da nó sẽ mà chị là 120 hi, 120.000 ha, đẹp chứ mà chị ha. Mọc lô đang hoa ha. Hộp 55 kia ok giúp em ha. Da vậy da ha. Đó mà chị bầu mà đi tiệc mua này là ok luôn này. Ừ, lần mà đi tiệc ok 120. Rồi tiếp báo đồ bẻ mà chị ơi. Bây giờ bao máng cũng được cả chị mà không bao máng cũng được cả chị nhá. Ai thích chu phong xuống thì mang nhưng mà chị ha. Thôi mà chị chấm chậm này. Chấm xin chậm nhá mà chị ha, tiếp báo đồ bẻ nữa này. Du. Sẽ cảm ơn tụi, cảm ơn Phương Lê này. Cuốn rít bẻ đó mà chị, cuốn rít bẻ, bẻ đây nhỏ nha mà chị ơi, bẻ đây bẻ nhỏ đó ha, nhỏ nhận xinh xắn bằng yêu này. Bẻ đây bẻ chắc tầm 7-8kg thôi mà chị ha. Có dây tăng đơ bên trong ha, lấy cho mà cuốn rít 7-8kg giùm em ha, 10k ha. Lấy cho mà cuốn rít bẻ 10.000. Cuốn rít bẻ 10k giùm em ha. Mua cả bồ không hả? À bún đó mẹ chị ha, bún giùm em ha, bún xanh giùm em, bẻ 82kg đồ lại, bún xanh 10k giùm em ha. Đấy chứ mà bún xanh 10k, bẻ 82kg đồ lại. Rín hay là áo bún chị đẹp ơi. Chị bẻ Phạm không thầm. Chưa em hay chưa? À, hay đi chị xịp cho mà cái chân vải chưa về thôi. Hay đi chân vải chị đợi đợt sau em hay, đợi đợt sau được hay.
chị đó bẻ lớp cái rín bẻ hết là bún bẻ em đi sớm mua cục mềm à mua 11 kg sớm vừa mua em ấy 11 kg con em nhỏ hả sớm vừa đấy chị chụp cho mấy vừa không nè thì chắc mà cung rính nha cung rính trừ với mẹ mày chị bẹt nó bẹt 86-87 kia với mẹ em ha đến trừ em xem mày chị là 15.000 ha đến trừ 15k hello bẹ heo à, ok em ha lấy cho bà đến trừ 15k ha bẹt 86 kia đồ lại đến trừ 15 ồ cái đến sượt nó đẹp chứ mày chị ơi đến sượt này ha đến sượt cùng 16 kia đồ lại với mẹ ha đến sượt 20k ha để cho bà đến sượt 20.000 cung đẹp chứ mày chị ha cô này bè trái bè gái đều được ha bè gái mà mặc không cắt là cũng được luôn ha thế nhá đến sửa 20 họ bún xanh nè mà chị em bún xanh cứng chưa ha bè 82 kg đồ lại với em ha lấy nhưng mà bún xanh em xem mà chị 5k đấy ha bún xanh 5k thôi đừng bảng 5k hai cái với 10.000 đấy ha ha hai cái bún đem 10k ha bè 82 kg đồ lại này ha 240 nha 240k ha xanh con bò đó lại con bò đi ghi lấy lông cho bè đấy mà chị ha rám chuột chị hai cái 10 ngang cho chị Phạm không thầm nhá à ghi lấy lông bè 81-82 kg đồ lại giùm em ha ghi lấy lông em xem mà chị là 15 ngang hay ghi lấy lông 15k rồi chị Tương Vi hai ảo hết trên đó chị Tương Vi ha ghi lấy lông 15k thấy cô rít bè lợn đó mà chị ha rồi hái ảo là chuột cho Phạm Hồng Thẩm này hái ảo hết ra nhé chị Tương Vi bên đây là con lợn nha mà chị sách đỏ sáu cho em xem với chị xì xì chị sách đỏ là cô sách đỏ à 45 kg đồ là hay lấy nhưng mà cung rin em xem mà chị là 25.000 hay cung rin 25k hello liền mắt ta em cho chị Thùy Vợ tươi đẹp tươi sách đỏ dây dây bằng to này là mày chị đeo bên được mà đeo chẹo cũng đẹp ha 45k hello xì xì 45k nha xì xì đeo đi được mà đeo chẹo cũng đẹp ha cái tóc cao quá chẹo vô được ai hộp cái mày cái kính thị mày cái kính luôn mày chị đến bẻ 25 đến bẻ 25 cho hành lê à hành lê bẻ mấy ký hành lê thì khi chị đọc là bẻ lê à cái đấy là 45 ký nha à, nếu mà bẻ thì bẻ tầm 40 ký ha hello lê 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 coi vừa không tè đến đây biệt thấy chứ xẻ luôn cắt kim nữa ô chà ở trong nặng ở khoạc bẻ đó mà chị hiếp khoạc bẻ cứng chứ cái này là vừa làm một khoạc vừa làm sơ mi luôn nè mà chị hiếp bẻ nó bẻ 82 kg đồ lại ha lấy nhưng mà caro 10.000 hả à, caro 10k đẹp chứ mà chị nè ha rồi 38 kg bùng bư nó vừa đó lấy nhưng mà caro hay caro 10k nữa 25 cũng đến bẻ 25 cho hành lê caro bẻ 10k em đây là 86-87 kg giùm em ha lấy mà cung rin ha rin con mẹ giúp em là mà rin ha rin 15 ha để cho mà rin 15 nghe rin 15k rồi hộp rin cho bẻ nha mẹ chị ha hộp rin cho bẻ nha mẹ chị ha bẻ đây là bẻ tâm 16 kg đầu lai giùm em ha 16 kg để cho mà hộp rin em xem mẹ chị 30 ha hộp rin bẻ 30k ha hộp rin 30 nha bẻ 86 kg giùm em ha cung rinh phổi nha mẹ chị 14-15 kg giùm em ha rinh phổi 15.000 rinh phổi 15k áo khoác cho Phạm thì sướng 30 sướng là cung rinh dài đó mẹ chị lấy nhưng mà rinh dài rinh sổ đó mẹ chị sổ đây nè số 1 số 2 rinh sổ ha mẹ đấy mẹ 83 kg đồ là 12 kg đi 12 kg cho thoải mái ha
Thế nhưng mà là cung rin ha, rin em xem mấy chị 15 luôn cho nhanh ha. Rin 15. Thế mà cung rin bẻ 15k. Mi về cái chi đấy ha. Cái sắp sắp chi không đấy. Rin dài cho Phạm không thẩm. Rin dài 15. Ừ. Này cung rin xanh nè, mà chị cung rin xanh đẹp chứ hả? Bẻ tầm 13kg rồi lại giùm em ha. 13kg có giấy tăng đỡ trong nè mà chị. 13-14kg ok này ha. Thế nhưng mà rin xanh em sao mà chị 10k hay rin xanh 10.000. Rin xanh 10k. Rồi pháo bẻ nữa mà chị ha, pháo bẻ đẹp chưa? Pháo bẻ với mém nữa mà chị ha. Bẻ nó bẻ tâm 16-17kg với mém ha. Bình xanh 10 cho Phạm không thẩm. 16-17kg với mém ha, đây nhưng mà pháo, pháo đem xem mà chị là 40 ha. Pháo bẻ 40.000 đẹp chứ mà chị ha. 16-17kg ok đấy. Nhưng cái áo bẻ mới chui cái tay vào chiên biệt nè. Thế chứ mà pháo bẻ ha. Để có cái tay có to không là bị mắc kẹt. 16-17kg ha. Lấy nhưng mà pháo bẻ 40. Mày chị cho em chậm nhá. Pháo bẻ 40k thì đây bạn con bố này. Pháo bẻ đẹp quá chị đâu lại ha. Pháo bẻ cho chị kém bẻ. Thôi áo đẹp quá này. Chứ mà khoạt béo cho bé nữa mà chị, chắc là chất nhúng nha mà chị. Chất nhúng nè, chị đã có con gái không? Con gái đây chứ mà chị, chứ đang tai mang được không? Bé 85kg đồ lại với em hả? Lấy nhưng mà khoạt nhúng em xem mà chị là 25k hả? Khoạt nhúng 25k hả? Lấy nhưng mà khoạt nhúng 25k. Pháo bè 40 cho chị kém bé. Nè, cung rin hoa cúc nè mà chị. Cung rin ăn phải cung rin thôi mà chị, cung rin. Mẹ nó bẻ tầm 20kg đồ lại nhưng mà chị ha. 20kg là phải cao nhưng mà chị, phải cao rồi nghe. Cao xỉu nha ha. Phải cung rin hơi dài ha. Đấy mà cung rin em xem mẹ chị 20 ha. Cung rin 20 nha. Cung rin 20k. Vậy nó là về da nha mà chị ha. Về da mà chị trời lành đó mà chị phụi cho về bẻ áo lẽ nào đôi cho đẹp ha. Mặc cho ấm ha. À, bẻ tầm 20kg đồ lại giùm em ha. Lấy nhầm. À 20kg được không? Không 17-18kg đấy ha. Thế nhưng mà da bẻ em xem mà chị 15. Da bẻ 15 cho nhanh ha. Cuốn này là cuốn các kia cho bẻ nha mà chị. Cuốn rính á, cuốn rính chắc rính đó mà chị ha. Bẻ 16-17kg cho em ha. Lấy nhưng mà rính xanh nha mà chị. Comment giúp em là rính xanh đi. Rính xanh em xem mà chị 20 ha. 16-17kg cho em. Quên 17-18 đi ha. Rính xanh 20. Vậy da cho chị kém bẻ. Da lên đi. Cuốn rin đuôi nè mà chị hen. Bẻ 84kg đồ lại giùm em. Cứng chứ. Rin đuôi 15 ha. Thế nhưng mà rin đuôi 15k. Rin đuôi 15k giùm em ha. Đi lên lén nè. Trời ơi cứng quả nè mà chị ơi. Cứng quả nè ha. Bẻ nó bẻ 83kg đồ lại ha. Thế nhưng mà ghi lê em xem mày chị 15 ha. Ghi lê 15. Rin đuôi cho Phạm không thẩm. Đuôi mày. Đuôi 15. Ghi lê lên 15 ha. Sơ mi nè mày chị. Sơ mi nó cứng chưa. Sơ mi nú nè mày chị. Sơ mi đi ha. Bẻ 81kg đồ lại ha. Sơ mi em xem mày chị 10.000 ha. Sơ mi 10k. Ghi lê lên cho Phạm không thẩm. Nhưng mà là sơ mi 10k. Là mi 10 đúng không? Ừ. À, lên 15. Lên ghi lên 15. Nè, combo ảo nè. Tao tìm như thầy nha. Cục luôn. Con thảo đen nè. Thôi, hai cái ảo đi anh thầy. Cục cho thầy. Hai ảo ném tăng đi hi, hai ảo ném tăng đi hi. Để 82kg đồ lại này ha, tăng đi hi. Hai ảo ném tăng đi. Rồi cái cô cái ảo đang có hơi nhập tí. Nè em đây mà phổi sơ mi báo xinh nha mẹ chị ha. Lấy nhưng mà là ghi lê hi, ghi lê.
À bé tăng 15 kg đổ lại giùm em ha, ghi lệ 14-15 được không? Tăng cho Phạm không thấm. Mẹ tăng 13 kg đổ lại đi mẹ chị ha. Lấy cho mà ghi lê em xem mẹ chị làm 20 ha, ghi lê 20 nha. Hà tăng 2 cái áo nữa đó. Nhưng mà ghi lê 20. Áo duyên nhiệt cho bé đó mẹ chị xin chứ. Size 6 size 3 chị 41 lần mẹ chị ấy. Sao 41 á. Mẹ chị nào chân to không? 41 nè. Nó đi xuất sắc luôn. Nó đi giọng hăng ngoài chứ mẹ chị ha. Chắc mà. Nó là cầm đôi dây măng mế vậy sờ luôn. Chắc là bị order bị nhầm size cả chị ấy. Đẹp chị sờ lắm mẹ chị ơi. Sao 41 lần ha. Nhưng mà nay 38 mà bỏ vào vần rồng kinh thang. Áo dừa nhiệt chứ mẹ chị ha. Áo dừa nhiệt ha. Bé 83 kg đồ lại ha. Dừa nhiệt 10k ha. Dừa nhiệt 10 ngàn. Chị Hằng Lê lúc này chỗ cung rinh là con trai phải không chị? À cung rinh. Hả? Lối đi cung trai. Hoặc cung rinh dai nữa phải không? Hoặc cái cung rinh dai là phải không? Rinh dai lần lại đó. Cái gái chỉ được hết thôi. Bạn cái kính đấy mà chị có chị nó mua kính không? Bạn cái kính đấy đeo cái kính đây bạn đấy nhé. Hello Vun Lê. Vậy Dũng gái không ạ? Đây đưa lên cho quay. Hành Lê ơi. Đây nam hay nữ mà chị? Áo dừa nhiệt 10k mua mà chị, đẹp quá đấy hả? Bé tâm 13-14 kia ok, dừa nhiệt 10k ha. Rồi con mày cái bồ đấy nè. Mày cái bồ đấy nè. Bồ xem 10k, bồ mở nhá mà chị hả? Bồ mở 10k đây. Xem 10k ha. Ha, bé tâm 16kg đồ lại giùm em ha. 16kg cho đẹp chứ mà chị hả? 15-16kg cho đẹp mà chị ơi ha. Thế nhưng mà bồ hả? Bồ vàng 10k. Bộ vàng 10k cho mẹ ha. Để nhưng mà bộ 10k hay vàng 10k. Bé gái này ha mẹ chị. À ha. Bé 86 kg đồ lại ha. Vàng 10. Bộ vàng 10 cho Phạm Hồng Thẩm. Ừ, đẹp chứ hồng đó mẹ chị ha. Hồng giùm em ha. 16 kg đồ lại ha. Đó, 16 kg cho rộng rãi thoải mái ha. 17 kg cũng được ha. Mẹ em đọc 16 kg cho thoải mái. Bộ hồng 10 luôn ha. Sao phải bộ đến 10 10 cho nhanh. Đây bộ tím này ha, bộ tím. Đó cũng 16 kg đồ lại ha, bộ tím 10k luôn ha. Bộ hồng 10 cho Phạm Hồng Thẩm. Bộ tím 10. Rồi cái này nhỏ hơn tí nữa mà chị hết size này nhỏ hơn tí này ha. Size đây là bé 85 kg đồ lại giùm em ha. Thế nhưng mà là hồng 10 ha, hồng 10, 15 kg đồ lại. Da gì CC, da gì Diệp. Nhưng mà hồng 10. À ok tìm, hành lên nè. Tìm cho Phạm Hồng Thẩm. Nè ha, bốn chỗ nó mày chị con chỗ 25 16 kg giùm em ha. Đó 15 kg đồ lại đi ha. Nên nhưng mà con chỗ ha. Hồng luôn ha, là hồng 10 luôn ha. Không mày mua hồng đi. Bố tìm hết rồi chị Hành Lê này. Chị đổi bố hồng được không? Một hông cái hành lý á. Đấy con bụng bồn nó giống nhau luôn. Một sái luôn. Bồn mới hết chứ mẹ chị ha. À con bồn hông đây nè. Bồn hông này là 87kg đồ lại nè. À, hông trừ hông này là 17kg đồ lại nè. Thế nhưng mà trừ hông hoặc là con chọ giùm em nè. Trừ hông hoặc là con chọ. Chị hành lý đổi bồn tiệm sáng bồn hông thì chị có mình ok nhá. À đồ này là đồ mới hết cả chị này. Mày bồn này là mày bồn mới thế mẹ chị hả? Bố lắm mới có mấy cái khác thì tham khảo người ạ. Không thì ghi lên này đẹp nè, xéo luôn hả? 15 ngàn đó mà chị hiểu 15k, bẻ tâm 14 kg đồ lại, 13 kg đồ lại ha. Ghi lên 15 ha. Em ra mau mặc bông cung rinh hoặc cung tấy đâu cũng đẹp chứ mà chị hiểu phổi với sơ mi ha. Ghi lên 15 rồi. 017. 017 kg là cái chữ không rồi đó. Dạ. Yeah. Bố hông 17 kg cho chị Hành Lê. Rồi tiếp cho mày chị ơi. Em xin một chậm này. Ghi lê cho Phạm Hồng Thẩm luôn. Ghi lê 15 cho Phạm Hồng Thẩm luôn. Thì
tốt bao cái lợn nha mà chị. Mà chứ một cái đâm đò. Đâm đò nó mà chị hi đâm đò giùm em rồi. Em xào con rinh cho chị rồi. 55 57 à 55 kg đồ lai thoải mái này. Đó ha, 55 56 kg giùm em nè. Này sắm với kia được con mẹ chị ơi. Hôm nay sắm với kia vừa đây. Là to đi mà hả? To gần gấp đôi em luôn hả? Không. Thế nhưng mà đâm đò nó mới hi. Mẹ chị ơi, đâm đò đến sao mẹ chị là 45 nha, hàng đâm đò 45k. Nó đẹp chưa ha? Hôm nay 55 57 60 kg ok giùm em ha, mẹ chị ha. Thế nhưng mà đâm đò 45k bao bì ok hết. Đâm đò 45 nha. Thì chứ một cái đâm tiệm nữa mà chị đâm tiệm á, quên đâm đa hả, đâm đa giùm em con tèm luôn ha. Hôm nay cùng 55 57 kg giùm em mà chị. Thì nhưng mà đâm đa nên sao mà chị là 35 nha ha. Đâm đa 35k con tèm ha. Hai cái này là điều hoang mới hết chứ mà chị ha. Đâm đa 35, đâm đò 45. Đâm đò mà chị nhỏ nhỏ ha, mà chị đi bỏ hai bên chích éo lại mặt cũng đẹp đó. Giá một cái rinh xuống đó mà chị, rinh xuống giùm em ha. Rinh xuống đó mà chị ha. Đó ha. Hôm nay là tầm 8 mùng 9 kg giùm em, chưa khui nụt nữa nè mà chị ha, chưa khui nụt nữa. Rinh xuống để đó để ép luôn. Kéo 72 nhá. Kéo 72 nè, chị đã vừa không ha, lấy cho bà rinh xuống xem mà chị 40 ha, rinh xuống 40 ngàn lưng cao ha. Đó ha, lưng cao ha, rinh xuống. Thì chứ bà đi xuống 40k giùm em ha. Giá 72 nè mà chị, đi xuống 40. Thì chứ một cái túi sách đỏ nè mà chị, túi sách đỏ. Dịnh chi chung đi. Dịnh đôi mà chị về chui giùm em nha ha. Sách đỏ. Bên trong một ngăn to và một ngăn dây kẹo nè mà chị. Đến 40 chứ liều nguyện. Thì chứ bà là túi sách ha, sách đỏ 20 ha, túi sách đỏ 20 ngàn. Sách đỏ 20k. Thế nhưng mà túi sách đỏ 20 ngàn nha mà chị. Cái cuốn này 55, 56 ký mà chị hi. Thế chứ mà cung rinh nha mà chị hết phóng lên 55, 57 ký thoải mái này hả? 55, 56 ký đi hả? Thế chứ mà cung rinh em xem mà chị 30 hả? Cung rinh 30 ngàn. 55, 56 ký giùm em hả? Đó ha, mặc lên là phóng như vậy đó cả nhà hả? Thế chứ mà cung rinh 30 hả? Rinh 30. Thế chứ mà vầy xuống nè, vầy nên là mặc mạc chứ mà chị hết chất nên mạc nha hả? 50 ký đồ lai hả? Lấy chứ mà xuống. Không phải là xuống hoa đấy mà chị hết. Hoa em xem mà chị 25 hả? Ở đây mặc mạc cái mà chị ơi, dai thoải mái luôn. 50kg đồ lai này, đẹp chưa? Hoa 25. Nhưng mà đâm hoa 25, cực kỳ kỳ lại nè. Đúng cái đau khó chịu. Thế mà hoa 25k. Đúng là chị liệu hỏi cô Vinh đến đi à? Hỏi đây. Em bài tư ở cái này bài hai thì ok, là bài tư ok rồi chị. Cái cuốn này em đó là 72 thì chị bài tư ok. Bài tư, ừ. Bài tư mặc vừa nha chị Liều. Thì chắc mà đâm nút xuống đó mà chị, đâm nút xuống 50 đâm 1 ký được đó mà chị ha, đẹp chưa? Thì chắc mà nút xuống em xem mà chị 30 ha, nút xuống 30k. Đây chị bị hành này ha, nút xuống 30 ngàn ha, à, đẹp chưa? 50 52 kia thoải mái, nhưng khi 55 kia được luôn mà chị ha, nuôi xuống 30. Thế nhưng mà nuôi xuống 30 ngàn. Chú thấy chị nấy. Cả kia cho em chậm nhá. Nhờ cái sạch láng không? Nhờ cái sạch láng không? Chúng ta chị mì hành này. Chất một cái ảo nè, chất này nè mà chị này ha. Đó, chất này là chất gì mà chị ờ đa giùm em đi mà chị, ảo đa. Ở ngoài là đầm hơn trong lại nha mà chị, mau tươi hơn. Đẹp chưa?
Hôm nay 50kg đồ lai giùm em ha. Quả trái xinh đó mẹ chị ha. Để lại áo phí phá cho chị không nữa. Dạ rồi rồi chị Mì Hành nha ha. Để cho mà la áo đa em xem mẹ chị 40. Đẹp chứ mẹ chị ơi. Là em đẹp chưa, 50kg đồ lai nè ha. Hả, à, hôm trẻ trung ghê chứ. 50kg đồ lai ha, lấy cho mà đa hả, 40k. Chất ma chất sọc này là chất gì mà chị? Nhúng mà. Thầy, không phải là chất nhúng, không bữa ai nói chất chim em quên rồi đấy. Đa 40. Thì chất mà vậy ha, vậy sơ mi nha mẹ chị hi. 55kg ok ha, lấy cho mà sơ mi em xem mẹ chị 25 ha, vậy sơ mi rặn 25 nha. Đó, xin mi rặn 25k. Đây là chất lén dịch kiếm nha mẹ chị hả? 52kg đồ lai ha, lấy cho bà về sọc. Sọc em xem mẹ chị 20 ha, về sọc 20 nha. Nhưng mà về sọc 20k. Đâm hoa mẹ chị ơi, đâm hoa này à, đâm hoa đây là đâm mở nha ha, có một ngực luôn. 50kg đồ lai thoải mái ha, lấy cho mà đâm hoa đem xem mẹ chị 40 ha. Đâm hoa 40 ha, lấy cho mà hoa 40k. Chị Lý mát tá ảo nấu đó con mở chị nè. Ảo nấu là ảo nấu nè. Ảo đa. Ừ. Ảo nó đẹp á, Lý mát tá ấy. Đẹp quá trời trẻ trung nữa. Vậy xong cho tổ hí. Ừ. Cắt tê à, cắt tê chắc cắt tê mà chị à, chắc cắt tê rồi nữa rồi em quên luôn 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 tự quên hết. Rồi cho em xin một chậm nữa mà chị ơi. Thôi lấy mắt ta còn lại thì comment lên lại ha. Chị Mì Hành này chứ là còn mấy cái vải băng chì nè, dai đẹp luôn. Còn cái đâm hoa đây. Nè chị Mì Hành nè. Mấy cái vải đẹp chứ, 30 ngàn thế này. Ok hoa thế này. Hoa đen rồi. Thấy không? Chị bọc vô hả? Cái này chị eo 78 luôn kế đấy ha, cái này phải 80. Nó 30 ngàn thôi. À đây. À này. Cái này 25 ngàn thôi này, bỏ đẹp luôn ha. Mà cái này mẹ chị mặc ở nhà mặc mạc mà. Để chờ đi đô được ha, tại vì phong dài á. Hello Nhung Hào, cảm ơn Hành Lê. Đô em chưa gửi hết ngay đi mà gửi lì bên ta hay. Còn lại thì comment giúp chị lấy đi bàn khỏi bỏ vô này. Bỏ vô đó mình. Rồi chấm xin chậm tiếp nha mẹ chị ơi. Eo 80 thoải mái chị Mì Hành á, chị phải chị Mì Hành khớp. À eo 80 à đó, đếm đo cho chị ha. À, cái đây là ok luôn, thoải mái luôn. 78 thế hả em, đây 78 thế hả? Đây 78 thế này. 78 là 80 bữa. Chị eo 80 à, bao nhiêu bữa nghe vậy. Eo 78, 79 chị. Cái đây em. À tích kê, không bữa áo hơn là tích kê đâu cơ. Tích kê cho mố. Là cái áo sọc cái này đó. Ờ. Cái đó tích kê. Cái áo 78 này chị Mì Hành vừa không? Tích kê. Cái đó cho mẹ nó. Đó là chất ba lúa. Được. Anh chất quá. Con đẹp dữ thì. Rồi cái đây là bụng rồi. 84-85. Cái đám hoa này là tầm 4-85 đó chị. Đó ha, chị này còn lấy cái thì comment giúp em lên lấy cái mô đỏ ha. Nhúng hao đồ của mình chưa có quán gửi. Nhúng hao chuột sẹt nợ quyến đấy ha. Nhúng hao vì chị Lý á là em gọi lại cho cả cho hai chị thành một cục tỏ rồi. Nhiều nữa chứ. Có cũng nhiều rồi cả à, để em đi đơn luôn nhá. Con chưa cả chị chuột thêm vô tiếp cho cả chị. Không con đấy, nghe đi lúc nghe đi. Ừ. Tại vì nghe qua mắc việc chưa lên đơn. Dạ đúng đó, thú ai hậu sinh việc kìa. Việc bạn thôi. Việc chắc chết. Lấy cho mà chân vải xanh đó mẹ chị hiếp.
Form đến 60kg thoải mái đó mà chị, 60-62kg ok này ha. Thế nhưng mà chân vầy xanh em xem mà chị là 20k hay chân vầy xanh 20.000 đẹp chưa? Thế nhưng mà chân vầy xanh 20k 60kg thoải mái này ha. Chị Hanh, chị Mi Hanh nếu như lấy vầy hóa xanh và vầy nú thì con mới lấy cho em về nhá. Để em qua báo phạt ạ. À. Năm xanh mà chị. Nằm bên đi. Nằm bên bên ngoài lạc lè đi nè. Này đám xanh với bé mà chia đẹp quá trời luôn ha. Hôm nay 55 57 kg thoải mái nè, đẹp chứ mà chị ha. Đám xanh hai lớp ha. Thế nhưng mà đám xanh 45k ha. Đám xanh 45k 55 57 kg thoải mái giùm em ha. Thế nhưng mà đám xanh 45.000. Đám xanh chị mình hành vừa chị thế. Chất đẹp nữa. Này đám này mà chị 55kg ok hết nè ha. Có mày cái này phải eo 90 ha. À, lấy cho mà đâm đuôi cả đấy mà chị hiểu đuôi cả vậy lên xe đi này ha. Thế nhưng mà đâm đuôi cả giùm em ha, 30k hay. Thế nhưng mà đâm đuôi cả 30.000 đẹp chưa? 55 56 kia ok giùm em ha. Thế nhưng mà đuôi cả 30. Đuôi cả 30.000. Ông ổng mày chia. Ông nó ha 50kg đồ lại ha, lấy cho mà ông lấy xem mà chị 15k hay, ông con tem 15.000. Ông 15. Thì chứ mà da đen mà chị ơi. Hôm nay 55kg giùm em ha. Lấy chứ mà da đen em xem mà chị lo 40k hay. Da đen 40.000. Đẹp chứ 55kg giùm em ha. Thì chứ mà da đen 40. Cuốn tay nè mà chị ha. Cuốn tay nè. Đuối cà cho chị Mi Hanh. Dạ 30. Hôm nay là 55kg ok nè mà chị hiền, cái quần này quần đẹp chứ ha. Thế nhưng mà cung tay ha, cung tay kiều nếu mà chị hiền cung tay kiều xem mà chị là 45 nè. Cung tay kiều 45.000 đẹp chứ. 55kg ok. Hơn 52-53kg đi mà chị hiền, 52-53kg đi. Bài đuối cả 30 cho chị Mi Hanh. Thế nhưng mà cung tay kiều 45. Bộ đỏ nó mà chị hiểu, bộ đỏ mà kịt luôn. Bộ đỏ con mới cứng lúc mà chị ơi, 55kg đồ lại thoải mái giùm em ha. Thế nhưng mà bộ đỏ em xem mà chị là 40 ha. Bộ đỏ 40.000. Mới cứng lúc mà chị ơi. 55kg đồ lại giùm em ha. Thế nhưng mà bộ đỏ chất cũng đẹp này nè ha. Chất này mặt mạc mà có vàng thoải mái giùm mà chị hiểu. Bộ đỏ 40.000. Thúng mà thúng kiểu chí văn đẹp lắm. Áo trắng nha mày chị, áo trắng. Hôm nay 55kg được nha ha. Lấy cho màu trắng, áo trắng em xem mày chị 15 ha. Áo trắng 15k. Áo trắng nó phóng ngần ngặn rồi mày chị. Cũng ngần lắm á ha. Thì chứ mà lao kiều nè. Thì chứ mà kiều xám 55kg ok ha. Kiều xám em xem mày chị la 20 thôi, kiều xám 20k. Thôi cái áo có cá thôi. Có cá có lá hả nhỉ. Chị Linh. Đúng không? Chị lấy mương của chị nhúng hao chị. Chị chấp hào dọ mày chị. Dọ. Xem cái sách cho em. Chị Mi Hanh muốn xem sách nào ạ? À? Sách con cãi đó cho mấy nghe sách nào. Vĩ sách. À thế ô cậu tôi đem đó, không chỗ đó hả? À. Áo dọ nó mà chị hát phóng nó 60kg thoải mái với mấy nắm được đưa được hả? Hôm nay nắm hay được mà chị. Nhưng mà dọ hả, dọ em xem mà chị 40 hả, dọ 40k. 60kg thoải mái hả, dọ 40. Chị sách hả? Chị sách con cái tủ này hết. Lâu tủ mua. Thấy chị Mi Hanh đi. Thấy chị đẹp ơi. Bên trong nó còn một ngăn với kẹo đây ha. Đó 45 ngang chị, 45k. Thế chứ một cái áo xanh này mà chị hiểu, áo xanh giùm em. Con tem nè. Áo nó chất đẹp mà chị ơi. 50-52kg thoải mái giùm em ha. Lấy cho màu xanh, áo xanh em xem mà chị 30. Áo xanh 30.000. Đẹp chứ mà chị ơi. Xe xe lạnh ha, mà chị mặc cung tay cung rinh cung kiểu đâu cũng đẹp nè ha. Lấy cho màu xanh 30. À, bomber mà chị ơi. Bomber xinh lịnh đẹp chứ. Màu trong nó hơi nhạt chứ mà chị ơi, ngoài đậm hơn chục.
Đó, bomber xinh quá ha. 55kg đô la thoải mái này ha. Bọc này ha. Thế nhưng mà bomber đang xe mày chỉ là 49 ngàn hay. Bomber 49k. 55kg đô la thoải mái này ha. Đó, đẹp chưa mày chị ơi. Bomber 49 ngàn. Hello Hồng Thanh Trân này. Bomber 49 55kg đô la thoải mái ha. Chào chị Phương. Bao nhiêu cc thì chấm màu hoặc rin mẹ chị ơi, hoặc rin ha. Hôm nay nam nữ đều được giùm em mẹ chị hi, anh chắc là nữ đấy chứ hi. Áo hoặc rin giùm em 50 kg đồ lại ha, hoặc rin em xem mẹ chị 40 ha, hoặc rin 40 nha. Thì chấm màu hoặc rin 40k, hoặc rin 40. Chắc mà bộ đỏ nè mẹ chị hi, bộ đỏ. Hôm nay 52kg đồ lại ha, lấy chứ mà bộ đỏ em xem mẹ chị 25.000 ha. Bộ đỏ 25k, 52kg đồ lại thoải mái ha. Lấy chứ mà bộ đỏ 25.000. Bộ đỏ 25. Áo kiểu này ha, áo kiểu sạc nách nè mẹ chị ha, áo hóa xinh chứ. 50-51kg thoải mái giùm em ha, 50-52kg ha. Áo hoa, áo hoa anh xem mày chị 20 ha. Áo hoa 20 ngàn. Nhưng mà áo hoa 20. Mày chị đây xem lại em xin một chậm cho cả nhà mình đây. Hoa 20k. Được, à chưa nhá Hồng Thanh Trân hả? Chưa nói con nữa. Tái nít bùng mày chị hả? Tái nít bùng. Anh nịt bùng này mẹ chị ra 55 nó 60kg là ok này ha. 55 tại 60kg là ok cho em ha. Chứ mẹ chị 50kg là hẳn cùng con rồng ha. 50kg là hẳn cùng con rồng đó ha. Đó, mà chị 50kg mà nếu như có bùng thì được ha. Đó, đây có 3 nấc gai này ha. Chứ mà đai đem xem mẹ chị 40 ha. Đai nịt bùng 40 ngàn. Thấy ha. Bộ đồ 20 chứ không Thanh Trân. 25. Đồ 25. Thế chứ mà là đáy địch bùng 40 ngàn ha. Đó, mẹ chị ơi ha. Mẹ chị mà tâm 50kg có bùng là ok ha. Hoặc là 55 tại 60kg. Tại vì bán đất lực ha, bán đất gai lực. Bộ đỏ 25 chứ không Thanh Trân. Thế chứ mà đáy địch bùng 40 ngàn. Về đáy địch bùng cho nhỏ bùng lại mẹ chị ơi. Đáy 40 chứ không Thanh Trân. Thế chứ mà là sumi lùa nhá mẹ chị, sumi lùa 55-57kg thoải mái này ha. Để cho bà sơ mi lùa em xem mà chị 25 ha. Sơ mi lùa 25k. Đái 40 chứ không Thanh Trân. Đẹp chứ mà chị ơi. Chân vậy được cung tính cung tay chị được hết ha. Để cho bà là sơ mi lùa ha, 25 nha. Sơ mi lùa, lùa đẹp lắm. Lùa mềm đẹp lắm nha mà chị ha. Đái hết đó chị Mì Hành đấy. Thì chứ mà đấm hoa, như khi chưa trụng á. 50kg đô la giúp em, 50-51kg ha. Để cho bà đâm hoa 40 ha. Nếu mà đâm hoa 40 ngàn ha. Đâm hoa 40k. Bồ đó mẹ chị, bồ này 52-53kg thoải mái giúp em ha. Để cho bà bồ em xem mẹ chị 20 ha. Bồ 20 ngàn. Để cho bà bồ 20. Bồ mặc ở nhà cho mặt mềm mẹ chị. Bồ 20. Bồ 20k. Chứ mà vải xanh này, vải xanh nó cứng chưa? Bộ 20 cho nướng phang. Này, lấy chứ mà đâm xanh nha mày chị. Đó ha, phóng đây là 55kg được nha mày chị. Đẹp chưa ha, lấy chứ mà đâm xanh em xem mày chị 40 ha. Đâm xanh đẹp quá lên mày chị ơi. 55kg ok ha. Đó ha, lấy chứ mà xanh 40. Xanh 40k. Áo đen nè. Áo đen ha, hai tay lên lưỡi này đẹp chứ mẹ chị ha. 55kg đồ lại ha, áo đen em xem mẹ chị 20 ngàn ha. Áo đen 20k. Đẹp chưa? Áo đen 20. Xẹp chứ mẹ chị ha, xẹp nó sẽ to đấy. Ok, áo chung vậy chứ.
đi đây xem mơ mà cái này phải sơ lơ đấy. Bài bài ha, eo bài bài nè, mày chỉ hết cái sẹp nè, eo bài bài là mày chỉ 55-56 kg kia đấy. Dẹp sáng mày rồi chi à, lấy xe trắng với em mày chỉ hết xe trắng đẹp chứ ha, 55-57 kg ok ha, lấy nhưng mà xe trắng lấy 120k nha mày chị, nhưng mà xe trắng 120 hi đẹp lắm nha mày chị, hăng niu chị dẹp ha, rồi dẹp sáng 35 nha chị đẹp ha, thế nhưng mà xe trắng ha 120 dẹp ha, dẹp một con đưa dẹp ni có dẹp với size 35 chị hi. À, bên đây còn nước chút xíu nè ha, giống kiểu là dẹp mỡ nhưng mà để lâu á, nước chút xíu, sale 25 nha, sale 25k. Dẹp đây là dẹp đẹp chứ ha, chất đà lắm. Tắt điện lâu mà. Hello Kelly. À, đá chị không có ạ, đá chị hết rồi. À, không thân trưng à, dẹp nữa sẽ nhỏ. Áo lên lưới đấy mà chị, áo lên lưới 55kg đồ lại thoải mái ha, lấy nhưng mà lên lưới em xem mà chị 25 đẹp chưa. Áo lên lưới 25k ha, 55kg đồ lại thoải mái này. Áo đẹp chứ mà chị ha, áo dây dàng đẹp. Lên lưới 25. Này dây bẻ mà chị, dây bẻ giùm em. Dẹp cái gì mì hành 25 nha. Dẹp nú 25 cho chị mì hành. Size 28 cho bé giúp em mà chị ha. Size 28 cho bé này ha. Đẹp chứ mà chị ha. Mẹ đôi dây nó mà giống dây mũ ba lê rồi ha. Cực kỳ đẹp luôn ha. Lên nhưng mà dẹp bé hay dẹp bé 20 ha. Dẹp bé 20k giúp em. Nhưng mà dẹp bé 20. Sorry mỹ phẩm. Này ảo nha mà chị, ảo tập giùm em ha, ảo tập nè. Nó sau có to lưỡi thông gió nè mà chị. Hôm nay nó 3 đến 4 ký thoải mái ha, lấy cho mà ảo tập 20 ngàn nha mà chị. Lấy cho mà ảo tập 20k, ảo thể thao đẹp lắm mà chị ha. Lấy cho mà ảo tập 20. Ảo bún xanh của bè này ha, bún xanh của bè chắc là của nam, là Việt Tiễn nè, Việt Tiễn là ảo nam rồi mà chị ha. Ha, hôm nay 60 ký ok ha. Để nhớ mà ảo nam em xem mà chị 25 ha. Ảo nam 25 nha. 60 ký ok ha, hàng Việt Tiễn đó mà chị ơi. Ừ ha. Để nhớ mà ảo nam 25. Đâm hông mà chị ơi, đâm hông con tém này. Đâm hông đẹp chứ, chất này, Billy. Hôm nay 50 đến 1 kg giùm em ha. Để nhớ mà đâm hông em xem mà chị 55 ha. Đẹp chứ mà chị ha. Để nhớ mà đâm hông 55k, 50 đến 1 kg giùm em ha. Áo nam 25 cho chị Điệp Nguyệt. Đâm hông 55. Để chứ mà da đen mà chị ơi. Hôm nay 50 kg đồ lại giùm em mà chị ha. 50 kg đồ lại ha. Không thành trân là chưa đi đường luôn. À đi luôn. 50 kg đồ lại giùm em ha. Lấy cho mà da đen em xem mà chị 40 ha. Da đen 40. 50 kg giùm em. Da đen 40k. Áo len cam nè mà chị, áo len cam. 50 52 kg thoải mái ha. Lấy cho mà len cam xem mà chị 20 ha. 20 luôn ha. Len cam 20 ngàn kèo len này đẹp chứ mà chị ha. Chất của mình nữa ha, lên cam 20, 52 kg đồ lai ha, lên cam 20. Thì chắc mà bồ này, bồ kiểu này mà chị, cái kẹo đóng sâu ha, 50 đến 1 kg cho em. 20 à? Ừ. Bồ đẹp chứ ha. Lên cam 20 chứ không thanh trần. Hôm nay nó 3 đến 4 kg được đấy mà chị ha, lấy nhưng mà bồ cam em xem mà chị 25 ha, bồ cam 25k. Ha ha ha. Bồ cam 25.
Đâm đỏ nó mày thấy đâm đỏ nó đẹp á mày chị ơi. Đâm đỏ nó lên form đẹp á. Bộ 25 cho Hồng Thanh Trừng. Nó đâm đỏ này ha. Nó form này 53 54 ký được nè ha. Nhưng mà đâm cam sale 30.000. Chị người đẹp kiếm chưa? Kiếm đứa da này bạn đó à? Hả? 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 Trên nào? Kiếm về à? Trời bà lúc cỏ thì không gì đó. Bạn ơi mua đôi khác thôi đi rồi đi cho đẹp đấy chị xịn đấy cáo là nhưng mà đâm đỏ 30 đâm đỏ 30k cái mù lâu chứ đó đâm đỏ 30 giùm em có cái khác thấy nó kiểu quá con cái à bữa đứa cái màu đen nó không ướp với ngày bữa đứa màu đen đứa màu khác mà chị Hương không thích này cu đi xuống đẹp lắm nhưng mà chị Hương đi xuống đẹp lắm này cu tay xuống chứ không phải đi xuống nữa phóng đây tấm bùng 7 bùng 8 kia giùm em ha đẹp chứ mà chị Hương tay xuống giùm em tay xuống em xem mà chị 40 ha tay xuống 40.000 bùng 7 bùng 8 kia giùm em chị nào có cao thì 50 kia ok hết nha ha cờ em thì bùng 7 bùng 8 ha chị nào có mẹ 55 thì 50 kia ha thế nhưng mà cu tay hello Huyền Dương gia chị Hoàng Hải rồi em đến một series kem chống nắng này à quên là mỹ phẩm với mẹ chị mỹ phẩm với mẹ mà đây là tiệp dường da tay nha mẹ chị tiệp dường da tay tiệp dường da tay của Nga nè mẹ chị tiệp dường da tay của Nga ha à 60k hay hàng chưa sử dụng các bạn chị hay hàng chưa sử dụng 60.000 hay 60.000 một tiệp ha em có 3 tiệp. À, em có 3 tiệp ha. Mua ống. Mua chiếu hay mua mật ống đó. Uh-huh. Mật ống với sữa. Sữa và mật ống. Ha ha, em sẽ 60k một tiệp ha. Em có 3 tiệp. Rồi lấy cho một em trong nặng đó mà chị hay trong nặng này ha. Nhưng mà trồng nặng em xem mà chị 40 ha, trồng nặng 40.000 ha. Trồng nặng 40k. Thì chứ mà mặt nạ. Vậy thôi. Nó thịt vậy thôi ha. Trồng nặng 40 chứ tổ hi. Nè. Đây là chưa mở luôn nè mẹ chị, chưa mở luôn. Dễ lắm. Cái đi lên mặt nạ. À mặt nạ. Chắc con nóng thịt. Mặt nạ đó mẹ chị hay mặt nạ hả? Mặt nạ của Nga luôn ha. Ba da Nga này, phải ba da Nga. Mặt nạ em xem mẹ chị 50 hay mặt nạ 50k. Sữa rửa mặt mẹ chị hay sữa rửa mặt của Nga luôn, siêu xinh chị ghi ở đây là siêu xinh nha. Siêu xinh luôn mẹ chị ơi. Sữa rửa mặt em xem mẹ chị 60 hay sữa rửa mặt 60k ha. Sữa rửa mặt của Nga này ha, 60k. Siêu xinh luôn mẹ chị hay. Rồi tiếp nè. Thì chắc một cái đâm màu đó mày chị, đâm màu. Đâm màu nè ha. 55k đồ lại thoải mái ha, bao bì ok ha. Lấy nhưng mà đâm em xem mày chị la 40 hay đâm 40k. Lấy nhưng mà đâm màu 40k. Vậy caro đó mày chị, vậy caro. Hôm nay 55k ok giùm em luôn ha. Lấy nhưng mà caro em xem mày chị la 35.000 hay caro 35. Thì chắc mà vậy nụ vậy hông đó mà chị hiền vậy hông em mà vậy hông hôm nay phải 60kg được thoải mái đó mà chị 60kg ok luôn á ha có kem đai nữa ha thì chắc mà đâm hông em xem mà chị 65.000 hay đâm hông này 65k đẹp lắm nhé thì chắc mà đâm màu 65k cho em mà đâm màu đẹp đâm hông chứ không phải đâm màu đâm hông ha mà chị 60 kia ok ha mà chị tâm 47 tới 57 kia cũng được ha mình kèm đái đấy ha nhưng mà đâm hông 65 gia chị Trang Nguyễn rồi tiếp tục mà chị thì là cái này trong đi đông phải không em cũng mở luôn đi cho chăm sóc một chặng được kìa ơi đi đâu á.
của chị mì hành luôn đây. Thế? Áo rính của cho chị mì hành đấy. 50. Thôi cho em xin một chậm được chưa? Em xin một chậm tiếp tiếp nè. Mẹ chị ơi, mẹ chị cho em chậm nhá, em lấy máu mỡ nhá. Sợ cái tóc mình bụi vậy sợ đi trời. Không nói chứ. Bỏ. Nên đi mặc sẹt đi ngay hồi luôn đó mẹ chị ơi. Ngay hồi đi hè. Sẹt xinh đi ngay hồi hè. Mẹ cho một em chứ không phải dập ly nữa mẹ chị ơi, chứ không phải dập ly. Hôm nay tâm bụ mấy 6kg đô la thế mẹ chị? Bụ 6kg đô la giùm em hả? Bụ 6-7kg á, bà còn bọc lại chút xíu này. Bụ mấy 6-7kg ha, lấy nhưng mà chứ không phải dập ly. Chứ không phải dập ly xem mẹ chị 20 ha, chứ không phải dập ly 20 ngàn, đẹp chứ. Thế nhưng mà chứ không phải dập ly 20k, bụ 6-7kg giùm em. Chứ không phải dập ly 20. Áo này mà chia con đôi dây này. Đi tên đây dùm bệnh. Giờ có hôm nay mà chợ về đó thôi. Này lấy cái mà áo này mà chị. Ngực hàng đẹp nha mà chị ơi, hàng này hàng đẹp cực nha ha. Này đẹp gì sơ chứ mà chị ha. Ồ, cái này để mâm dẫn kiểu mặc con. Này, cái này là để mày mày chỉ mặc mày cái váy mà. Cái váy hơi lớn hơn đô vào không? Thảo đi ra được không? Ồ, xin sao đi hả? Sáng nay sáng 34 thôi mà chị, sáng nay sáng 34 thôi nha ha. Cảm ở kia ngực cái đẹp kia ha, 30 ngàn hay được 30k. Trống đi luôn không? Rồi xin được. Sáng 34 không? Sáng 34 thôi mà chị ha. Thế nhưng mà là ngực ha, 30k cho em ha, ngực 30. Nhưng mà xuống đen này, xuống đen 52kg lại thoải mái hết xuống đen. Chất này là chất cầm giống chất da cả rồi ba. Bên trong còn lọc mì nữa mà chị ha. Xuống đen xem mà chị 20 ha. 52, 53kg ha. Xuống đen 20. Ngực 30 cho chị Trâm Lê. Thì chắc mà váy xuống này ha. Xuống như em ha. 55kg lại kem giấy cột này ha. Thế chứ mà phải xuống tặng, phải xuống tặng em xem mà chị 25 ha, phải xuống tặng 25 nha. Chắc đẹp nha ha, chắc đẹp nha. Trời ơi, phải lấy 25 nha. 55kg đồ lại ha, xuống vải trắng đây kìa, vải trắng 25 nha. Ngực hết rồi nha, Hoàng Hải nhá. Ngực có đôn nhá, à, ngực có đôn nhẹ. Trời ơi, cái này xinh chứ. Em chẳng xuống đó mà chị. Cái này là tặng cục giấy đi ha, hôm nay là tặng thôi, chứ là tặng xuống giùm em mà. Chất số dây dằn giùm em mà, phải số không đây. Hôm nay là tầm 60kg đâu kê đấy ha, thôi 55-57kg đi mà chị ha. Thế chứ mà tặng xuống ha, tặng xuống xem mà chị 30 đẹp chưa. Tặng xuống 30k. Đó, đẹp chứ mà chị ha, chất nè. Chất này nè ha, tặng xuống 30k. Hẹn chứ mặc quần tây mà chị. Tay cái nem ra lông lục nè. À, đây là gai ba lục lần nè ha. Hôm nay tâm bông bay bông của mắn vô nè mà chị ha. Bông bay bông 8kg nhá mà chị ha. Đẹp chứ quần tây ha. Thế chứ mà tay đen xem mà chị là 30 hả. Tay đen 30 ngàn. Tay đẹp ghê mà chị ha. Tay đen 30k. Chắc mà đâm nú xuống luôn mà chị. Ở đây là có chiếc eo này ha.
Hôm nay nó 55, 57 ký thoải mái này ha. Thế nhưng mà nó nu, nu không xem mày chỉ 30 không, nu 30k. Thế nhưng mà nu 30. Chúng phải dập đi đỏ này ha. Bỏ chung năm sau ha. Hôm nay 50 ký đầu lai. Trời ơi xinh quá này. Thế nhưng mà dập đi đỏ 30 ngàn ha. Dập đi đỏ cho tổ gì. Dập đi đỏ 30k ha. Bỏ hăng đủ cái mày chỉ chắc là mượt luôn ha. 50 ký đầu lai thoải mái ha. Chứ vậy ha. Chứ vậy dập đi. Chắc nó mày chỉ cung tay 30, chân vải 30 luôn mà chị ha. Cái cà rô. Chân vải đỏ cho chị Trâm Lê. 30. Vải cà rô cái này có bỏ chung nó sau đó mà chị ha. Họ bỏ chung nó sau. Phải 3 bi hả? Đấy con. 55 kia ok nè mẹ chị ha. 55 kia ok nè ha. Thế nhưng mà caro, caro mới xem mẹ chị 35. Trời ơi xinh quá nè ha. Caro 35 nha ha. 55 kia được nha ha. Caro 35k dai qua gội luôn mẹ chị ha. Thế nhưng mà caro 35 nha. Này chị sẽ đi. Không, không, sao không đăng được. Một con nó phải chụp lại đó. Má trung lúc nó không up, cái này không có ảnh mình á. Mà hôm nay em lên đôi bẻ là tưởng là đôi bẻ sống lắm. Thiệt mắt. Phải sọc đó mà chị, phải sọc chứ mẹ. Này vậy nó là chất già nhưng mà chị thì phải già chứ mẹ ha. Hôm nay buồn lắm ký đồ lại ha. Về già 20 ha. Nếu chứ mà về già 20 nha. 45 ký đồ lại. Đây là cái ảo mà chị. Áo dầu quân đấy ha, 52 kg đồ lại, áo sọc 10k ha. Nhưng mà áo sọc 10 ngàn. Thì chấm mà là áo cô bé sánh đây ha, mà chị hết sánh đẹp chứ, sánh đấy đẹp chứ. 55, 57 kg thoải mái ha, cô bé 20 ha, áo mở cứng đấy mà chị ha. Cô bé 20k, 55, 57 kg được nè, áo đẹp chứ mà chị ha. Cô bé 20. Áo hông kiều này, kiều xinh chứ. Hông kiều xinh chứ mà chị ha. Hôm nay cùng 55kg được nhá ha. Thế nhưng mà không kiều, không kiều 20 luôn giùm em ha. Thế nhưng mà không kiều 20 ngàn, 55kg ok giùm em ha. Áo caro. Hôm nay 52kg đồ lại ha, caro 15k ha. Thế nhưng mà caro 15 ngàn. Caro 15 giùm em ha. Áo cô bè cho Di Kim Diệp. Đây chị Quỳnh Bùi 20. Vậy phải sọc cho tổ hí. À bồ, đây là bồ một chiếc. Bồ này. Hôm nay tâm bụng 6, bụng 7 kg cho mẹ bụng 6 kg đấy mẹ chị hay bụng 6 kg đồ lại. Bồ bốm xem mẹ chị 10k hay 46 kg đồ lại hoặc mẹ chị mua cho bẻ mặt cũng được nè. Mẹ bẻ tâm 2, 30 kg ha. 25, 27 kg ha. Thế nhưng mà bồ ha, bồ em xem mẹ chị. Bồ 45 đấy, 45. Hôm nay 55 kia ok chị hiện tại vì là vậy lén có vàng á ha. 55 kia ok ha, chất lén cực đẹp luôn chị ơi. Bồ cho chị Trá Nguyệt 45. Đẹp lắm nha. Vậy đây là 55 kia đồ lại ok, vậy nên em xem 100 ngàn ha. Vậy đây 100k. Mới cứng nha chị ơi. Mới kịp. Ra thử thả lúc này. Đẹp chưa? Rồi phóng lên mặt bao sang nha mấy chị hết. 45 cho chị Trá Nguyệt. Chứ mà bồ lánh mày thì bồ lánh. Hôm nay tâm bụng 7, bụng 8 kia cho em ha. Bồ lánh em xem mày chị 15 luôn hả. Bồ lánh 15 nha. Đẹp chứ. Trời 15 ngàn bộ đồ mặc ở nha. Bồ lánh 15. Không quá chiêu dai. Không có ngã mắc cả cho ngã mô. Bồ con này cắt nha. Nhưng tao không mình được. 1m5. 1m5 là ngã mắc cả nha Quân Bùi. Mình 50 ngàn mắc cả chị đẹp ấy. Sơ mi vàng này hả? Sơ mi vàng giùm em. Sơ mi vàng nụt là nụt rồi. Nụt gồ cũng phải mà chị.
Bốn mấy sáu bốn bảy ký giùm em ha, lấy nhưng mà sơ mi vàng 15k ha, sơ mi vàng đẹp chứ mà chị ha. Nhưng mà sơ mi vàng 15.000. Thì chứ mà vàng caro này, vàng caro. Và cái sơ này chắc sơ mi đây chắc mạ chứ mà chị ơi. Vàng caro 46 ký đồ lại ha, vàng caro 10k ha, vàng caro 10.000. Chung đuôi trắng mà chị ơi. Đuôi trắng giùm em ha, đẹp chứ. 50 kg đồ lại ha, đuôi trắng 10k ha, 50 kg đồ lại, đuôi trắng 10. Cái áo da mà chưa. Bộ hóa 15 cho tổ hi. Cái áo da này ha. À nó là có cái nút nhá, mà em thấy cái nút cũng tệ mà nè. 45 kg đồ lại ha. Trời ơi, da đẹp ghê luôn. Nếu như mà da da em xem mà chị 40 ha, áo da 40.000. 45 46 kg thôi mà chị ha. Đẹp chưa? Cái nút lại ha. Nên mình phụ đôi bảo đẹp nha mà chị ha. Áo da 40.000. Da đẹp chứ mà chị ha. Thế nhưng mà da 40 ha, 45 46 kg giùm em, da 40k. Sọc đó mà chị ha. Rồi, hàng đẹp nha mà chị ha, hàng đẹp luôn ha. Áo sọc cho em ha. 52 53 kg giùm em, áo sọc 15.000 ha. Thế nhưng mà sọc 15k. Sọc 15k. Áo kiều trắng này ha, kiều trắng xinh chưa? Hôm nay tao 46 kg đồ lại ha, kiều trắng 15 luôn mà chị ha. Kiều trắng 15.000. Đừng vậy mà chị ha. Chân vải sọc ha, 55kg đồ lại ha. Nếu như mà chân vải em xem mà chị 20 ha. Chân vải có dây cột ha. Chân vải 20k, miếng chung có dây cột. Chân mà đâm rén sọc này ha, rén sọc. Nó có hai lớp với mà chị ha. Trong một vải trắng hai dây nữa ha. Hôm nay tầm 18kg đồ lại giúp em cho đẹp ha. Vậy sọc xem mà chị 20 ha. Vậy sọc 20. Áo khoác nè ha. Áo khoác giúp em ha. Hôm nay tầm 40-45kg thôi mà chị ha. Khoác đen 10k hay. Thế nhưng mà khoác đen 10 nha. Tầm tím nè ha. Tầm tím giúp em. Tầm tím chắc mạc chứ mà chị ha. Hôm nay tầm 18, 19 kia giùm em ha. Nếu như mà vậy tìm, vậy tìm em xem mà chị 25 ha. Vậy tìm 25 nha. Đẹp chưa? Nếu như mà tìm 25. Tìm 25k. Tìm 25 cho Thanh Thanh. Hello Thanh Thanh lâu ngay em hả? Hello Minh Xuân. Này vậy nó là vậy lánh đó mà chị. Vậy nó là vậy lánh nha. Uh-huh. Có bó chút vào dừa ha mà chị ha. Hôm nay tầm 18kg đồ lại cho đẹp ha. Lấy cho mà lạnh, lạnh 20 ha. Vậy lạnh 20k, 18kg đồ lại. Lạnh 20. Lên đó mà chị. Ở đây là có thể làm một khoác hoặc là áo bình thường cũng được đó mà chị. Lên hông giùm em mà chị, lên hông. 55 kg đồ lại giùm em ha, lên hông em xem mà chị 20 hay lên hông 20.000, đẹp chứ. Ở đây có cái nút đằng trước ha, mà chị làm một khoác cũng được mà áo bình thường cũng được ha, lên hông 20k. Vậy ha. Áo bún đó mà chị ha, bún trắng với em ha, bún trắng 50kg đồ lại ha, bún trắng với em xem mà chị 10k ha, giao dây sưng. Thế nhưng mà bún trắng 10k. Vậy lánh cho Thanh Thanh. Ủa cái chân vải này cứng chứ. Chân vải này dễ thương chứ mà chị ơi. Hôm nay tầm 46-47kg với em ha. Thế nhưng mà chân vải em xem mà chị 15.000 ha. Chân vải 15k ha. Thế nhưng mà chân vải 15.
điểm cho Liên không? Thì chắc bà bún nấu ha, bún lắm bún xảo kia giùm em ha, bún nấu 10k ha. Bún nấu 10.000. Tìm mày không? Tìm 20. Tìm 20. Dài nó mà chị ơi, dài giúp em hả? Dài giúp em mà chị ơi. 50kg đồ lai ha, lấy cho mà dài, dài đem xem mà chị 30 ngàn hay dài 30k. Bọc cỏ với kẹo đăng hoa này, trời ơi xinh quả này ha, mà chị. Để tiên khỏi rợt ha, để điện thoại cũng sẽ rợt luôn. Để cho bà là già 30 ngàn ha, 50kg đồ lai giúp em, già không 30. Áo này là chất len nha mà chị ha, len mà hơi mỏng mỏng chục xíu ha, chứ không phải len dây. 50-52kg giúp em ha, crop top, không phải áo sọc đấy, áo sọc em xem mà chị 15 ha, sọc 15k. Mang kính vô coi em không nữa đó. Hình đi á chị. Chị mất ạ. Thấy chị đẹp. Chị Lý cứ xin lại xuống hoa. Ồ, xin xa xin mình chứ chị ơi. 50 hả? Xem 50 cho nhanh. 50k cho nhanh. Không mày cài nè chị nè. Sẽ tiếp cho. Cô phải biết chay hả? À, cô mới có hơi chay mà. Kinh đen này á, thiên có hơi chay nhá hả? Kinh đen này hả? Hơi chay dục xíu hả? Đó, kinh đen em xem mà chị là 25 hả? Kinh đen 25 ngàn. Hơi chay xíu nha hả? Hơi chay xíu thôi chứ không phải chay nhiều hả? Chay nhiều là em sẽ không bán. Bàn to nè hả? Bàn to. Đó, ngon chứ hả? Bàn to 50k luôn hả? Bàn to 50 luôn. Trắng này hả? Trắng. Đó hả? Trắng giùm em ha, trắng 50 luôn hả? Trắng 50 luôn. Đó, chị nói chọn cái nào thì comment giúp em ha. Quân nhưng mà chị hay quân này là quân lên hả? Áo da vẹt nữa mà chị ha, da vẹt nữa mà chị ơi. Da vẹt ra đẹp chưa? Trời ơi. À, lấy cho bà da đỏ hay da đỏ? Bông bông tạm bông chín kia cho em ha, da đỏ em xem mà chị 30 ha, da đỏ 30 ngàn đẹp chứ mà chị ơi. Bông tạm bông chín kia cho em ha, lấy cho bà da đỏ 30k. Chất này là chất da nhúng mà chị. Da nhúng ha. Da đỏ 30. Đẹp quá trời nè ha. Da đỏ 30 ngàn. Ra lý vừa vẹt chị nở cao nhưng mà mày ký chị ha, chị mày ký ha. Này nếu như màu áo sắc nách nha mày chị, 50-52kg thoải mái ha, sắc nách đỏ, sắc nách đỏ 20 đẹp chứ mày chị ha, sắc nách đỏ 20 nha chị, mệt mày chị ha, chị cáo năng mày ký ha. Rồi thì chắc mà sạc nách nu nè, cái kẹo nó cứng quá trời luôn ha. 50-52kg được nha ha, sạc nách nu 20 luôn mà chị ha. Sạc nách nu 20k hay. 55 sớm vừa mới chị này. Đây là khoác đấy mà chị ha, khoác cho chị nữa ha. Còn nụ cười đang hoang ha, để chắc mà khoác sọc cho em. Chắc lên nhẹ nhàng nha mà chị. Có vẹn 30 cho tổ hiếp. Chắc lên nhẹ nha. Đó ha. Thế chứ mà la. Ồ kẹo nó cứng quá này. Kẹo nó cứng chứ. Thế chứ mà sọc ha. Sọc giùm em ha. 55kg ok ha. Sọc em xem mà chị 25 ha. Kẹo này mà chị có thể làm khỏe hoặc là mặc như vậy cũng đẹp nữa ha. Ở sọc 25k 55kg đồ lại. Nú nú là cả năm nè. Nú nữa đó. Nú hơn nú. Đỏ, đỏ này. Đỏ. Vẹt đỏ nó hết rồi nè. À nú và đỏ này có mới nhất như Hoàng Hải. Không mới đẹp chị ơi. À, sạc mắt cô mới đẹp á. À, chị lại vẹt hả? Hết vẹt đó hả? Sạc. Vẹt là hết đó chị Lý này. Sạc mắt. Sạc mắt hai cái cho chị Mì Hành. Chị lại hai cái hả? Cái sạc mắt rồi là hai cái đó chứ. Chị đẹp á, chị lại mấy cái. Chị ông Hoàng Hải chị lại cái nào? Ok lấy đó tè. Lấy. Lấy. Lấy.
Vậy là Hoàng Hải lấy hai cái sạc nát, hai cái mấy không? Hai cái 20 đó này, cái này 25 cho cô. Vậy Hoàng Hải cho số điện thoại và địa chỉ nhá. Để cho mình lên đò mà chị hết lên đò giùm em ha. Khoảng 55 kia ok giùm em ha. Lấy cho mà lên đò em sao mà chị 25 ngàn hả? Lên đò 25k. Khoảng 25 cho Lê Thu. Mấy cái quần này là quần chi mà chị? Là quần này á? Không phải mà hết quần này chắc chắc chi đó mà chị. Quần là lọt ẩm bên trong ha. Quần này là quần ẩm đấy mà chị, quần ẩm ha. À, chị biết tao là ai lý hả? Khoảng đò hết rồi nhá. 50 kỷ đô la hả? Cô ngậm lắm xe mà chỉ 15 ngàn hả? Cô ngậm 15k. Thôi sắp tỉnh Hoa An luôn nè hả? Con Hải là vô của Thanh Ngô. Cô ngậm... Con Hải Thanh Ngô là một. Dạ rồi, ok chị. Con Hải. Thế chứ mà là cô ngậm 15 ngàn. Sạc nách chị. Sạc nát là của Hoàng Hải rồi chị nhá, Mỹ Hằng. Mẹ cũng ngọt nó đẹp chứ mà chị hả? Thế này mà chị Minh mặc cũng được mà cháu mẹ đẻ tao mà 30-35kg cũng được nè hả? Nếu như mà cô ngọt đen 15k con mới cứng luôn mà chị hả? Cô ngọt đen 15k. Ngọt đen 15. Sơ xỉu thôi, cũng với cha sớ là được 20 ngàn đó thì. Khoảng nay đẹp á. Khoảng nay con có thể sớ một chục ở trong nách á, con giảm ó con 20 ngàn ó nhá. Con nhìn tổng thể là con mới ạ. Cung đuôi chất cà tê hả mà chị? Ha, cung đuôi giùm em ha. 47kg đồ lại ha, cung đuôi 10k hay cung đuôi 10 ngàn giùm em hả? Vậy hai giấy đây ha, vậy hai giấy xinh chưa ha, hai giấy vàng. Khoảng này tầm bụng mà bụng 6kg đồ lại ha. Hoặc cho mày bẻ tầm 30-40kg giùm em ha. Lấy cho mà hai giấy vàng 15. Hai giấy vàng 15k. Lấy cho mà áo hoa đi mà chị nghe áo hoa. 50-52kg thoải mái hay áo hoa 10k. Lấy cho mà áo hoa 10 ngàn. Chân vậy nè mà chị, chân vậy đẹp chứ. Chân vậy đu giùm em ha, 55kg ok ha. Lấy cho mà chân vậy đu 30 ngàn mà chị ơi. Chân vậy đẹp chứ ha. Chân vậy đu 30k. Chân vậy đu 30. Áo xanh nè mà chị, áo xanh giùm em ha, áo xanh. Hôm nay 52kg đồ lại ha, áo xanh em xem mà chị la 20 nha. Áo xanh 20k. Khăn len mà chị ơi, khăn len hả? Vậy vang cho Lê Ngọc. Thế chứ mà khăn len lên xem mà chị 20 ngàn hay khăn len 20k. Đó. Mà chị với quần vô cô cho ẩm áp ha mà chị ơi. Khăn len giùm em ha, khăn len 20. Là ghi lê hả? Ghi lê lông đó mà chị ha. Ghi lê lông này. Đó, đẹp chưa? Không có nụt chứ mà chị ha, mà chị với còn một đốm nụt thì đơm ha. Thế nhưng mà ghi lê lông em xem mà chị 25 ha. Trời đốm cái nụt đấy cũng đẹp nè ha. Ghi lê lông 25 ngàn. Hoặc làm cái dây kẹo để mà làm ảo sặc mặt luôn. Hôm nay 53-54 kia thôi mà ha. Ghi lê lông 25. Tấm hoa mẹ chị ơi. Đâm hoa giùm em hả? Hôm nay là 50kg đồ lại á. Lấy nhưng mà đâm hoa em xem mà chị là 35 ngàn hả? Đâm hoa 35k, 50kg đồ lại giùm em. Xin chưa? Đâm hoa 35k. Thế đâm lùa nhưng mà chị lấy đâm luôn. Rồi cái lùa hoa nó đẹp ghê đó mà chị. Hoa 35. Cái đâm lùa nó đẹp ghê. Hóa 35 cho chị hóa vỏ. Hôm nay là tâm
bông bông 9-50 kg được nhé bà chị ha, thôi bông 7-8 kg đi ha, cái xinh. Thôi cái lùa đẹp ghê luôn bà chị ha, lấy nhưng mà đâm lùa mới xem bà chị 40, đâm lùa đấy con tém nha bà chị ha, 40k lùa đa lắm nha bà chị, lùa sướng lắm ha. Thế nhưng mà đâm lùa ha 40k, còn tâm bông 7-8 kg giùm em ha, lùa 40. Hello Hằng Lê, Hằng Lê em có xuống không Hằng Lê? Lông cho Lê Ngọc khăn mày chị ha, cái khăn khăn mìn lắm mày chị ơi, khăn cực mìn luôn, khăn nú này hả, không mới đẹp luôn mày chị. Nhưng mà khăn lông xem mày chị 30 hay khăn lông 30k, lông mìn đẹp lắm nha mày chị ha, khăn lông 30 ngàn, khăn lông mìn đẹp mới ha 30k, nhưng mà khăn lông 30 ngàn, khăn lông 30k. Cái này là ảo à? Còn size to mình gọi em về đó đúng không? Còn một bao size to đúng không? Thằng Lê còn một bao size to này. Mình nhìn chi đây nè mà chị, mà chị thấy á. 1 chấm 2 chấm nè ha. Ảo đấy là lén nha mà chị. 50-52 kg ok nè ha. Đây cho mà sạc nách 10k, sạc nách 10 ngàn. Ảo lén mà chị ha. Để cho mà lén trắng đi ha. 52 kg đồ lại ha, lén trắng 15 ha, lén trắng 15k. Này là có thể làm ghi lễ cũng đẹp nữa mà chị ha, ghi lễ cũng đẹp đúng không? Thế chứ mà là lên xanh đi ha, lên trắng xanh nha mà chị ha, 50-52 kg ha, lên trắng xanh 20k ha, hoặc cho mày bẻ cũng đẹp nữa mà chị ơi, mày bẻ là mạo ghi lễ cũng đẹp đó ha, trắng xanh 20. Xanh 20 là cái gì? Lên 20 cho hoa vợ. Học bóc ni với mày chị ha. Học bóc ni 55 kg giùm em ha. Để cho mặc bóc ni. Em qua với kẹo răng nọ bóc ni. Cái kẹo bị hư mày chứ. À mày chị về thấy giá kẹo giúp em ha. Em xem mày chị 10k ha. Để cho mặc bóc ni 10k về thấy giá kẹo giúp em. Không sơn su chứ hết cho mày chị ha. Bỏ tay con ngón lành luôn. Bóc ni 10. Không, em xuống đi. Ở gần đây một phải hè. Ờ xuống đây đi ha. Nghe la tiếng thầy em nè. Chứ mày cũng thầy luôn. Nì mưa cho nướng phán. Thế chứ mà lén nè mà chị, lén đẹp chứ mà chị, lén giùm em ha. Hôm nay 55 kg đồ lại ha, lén 20 ha. Thế chứ mà lén 20k, đẹp chưa. Thế chứ mà lén 20. Vậy này bao bì ok nè mà chị ha, có dây cột nó sâu nè ha, vậy này phải bao cho chị nè ha. Chị bì hành thì đau nì rồi nhá. Hoa cho em nha mà chị ha, đâm hoa ha. Hôm nay 55 kg ok nè mà chị ha. Mà chị không thích thì mà chị cắt ra rá cũng được ha. Lấy nhưng mà đâm hoa em xem mà chị 20 ha. Đâm hoa 20k. Cái lén này cứng quá mà chị ơi, cái lén này đẹp chứ. Em trong vô thì chắc cái nụt đắng lén luôn đấy mà chị nè ha. Cái nụt lông đắng lén luôn nè. Ôi xinh quá, cái áo này xinh ghê. Ha, lấy cái màu lén ha, lén đây cho em nha mà chị ha. Em có mày kia ha. Đi ha. Đó ha, phóng lên 50 kg cho đẹp nha mà chị ha. Lấy cái màu lén, áo lén em xem mà chị 40 ngàn ha. Áo lén 40k. Rồi cái lén này đẹp ghê nè. Nụt lông nụt đang lén luôn nè mà chị. Đó, cái nụt lại ha. Đó, trời xinh quá luôn ha. Lấy cái màu lén ha, 40 ngàn. 50 kg giùm em ha. Mà kịp luôn mà chị ơi. Mà chị mà còn gái đâu mua về cho gái mặc cũng đẹp nè ha. Thằng Lê lúc nào em ghé thì em nhận được cho chị không này. Thế chứ bà lo, hồi lên 40. 4 xanh giùm em mà chị ha. Bông 7, bông 8 kg giùm em ha. Lên 40 cho Hoàng Hải. 4 xanh 10 ngàn.
không tì. Ờ, sợ máy của ai hẹn thì sợ máy được chụp ảnh nè. Không, là đi mới đấy. Đi không thiết hẹn, hẹn chụp ảnh đó chứ. Thế đi lại ha. Bạn đi nè. Bạn đi nè. Má nữa. À. Ừ. Thôi đi bố thể mà. Chưa đem luôn lên hết. À. Ừ. Có bao nhiêu mẹ. Này lên cho mà là áo trắng sọc cho mẹ chị, áo trắng sọc cho mẹ ha. 50kg đồ lại ha, trắng sọc em xem mẹ chị là 15. Tắm mẹ giờ em tới em xuống hăng. Nếu như mà trắng sọc 15. Cho chị Nguyễn Hành. Em hoa nó xinh chứ mẹ chị ơi, em hoa gì đẹp chứ. Tắm hoa nhị giùm em mẹ chị ơi. Cái đất nục đó hả? Uh-huh. À rợt nục giùm em đó mẹ chị. Mẹ chị với kiểm người nục thái vô hả? À không phải, đây rồi. Tắm rợt nục. Tắm chứ rồi học. À ok hả? Tắm hoa nhị giùm em mẹ chị hả? Hôm nay 55 được đó mẹ chị hả? 55 kia được này. Ú trời xinh chứ mẹ chị á. Để cho bà hoa nhị em xem mẹ chị 40 hả? Hoa nhị 40 nha. 55 kia ok nè mẹ chị ơi. Ao nú cho tụi. Thế chứ bà là hoa nhị ha, 40k. Ồ đẹp quá này. 55kg cho em hả? Hoa nhị cho ô lê thú. Hoa nhị mấy? Hoa nhị 40. Lấy cho bà đâm lạ đấy mẹ chị ha. Đâm lạ đây đẹp chứ, mau me đẹp chứ. 55kg ok luôn mẹ chị ha. Lấy cho bà đâm lạ 30. Đâm lạ 30k. Xem lại lên bè 30kg. Xem lại lên bè 30kg mặc được không? Em mua hả? Mua này được chứ chị, này 40 phải lên bẻ 40. Phải lên bẻ 40. Không cần muốn được. Chị đấy hả? Chị à, chị Hoàng Hải muốn xem cái lên mà chị đã chụp. Cái hả chị? Chưa chụp. Anh chị có lên chưa chụp. Mày cái lên trước mấy? Không. Chắc phải không? Chắc phải cái ní đấy. Ní 30 kg ok đó chị ơi. Sợ hơi rộng mặc xíu. Áo kiểu mặc kiểu cân dưới. Hả? Căng nhỏ. Hơi rồng xị. Một thứ hơi kẹo đẹp kia. Đẹp kia, suvi suvơ được không? Đẹp đẹp chứ sao. Mày đừng ăn con gú mày đừng ăn. Nhưng mà bồ nì, nếu mà chị hay bồ nì giùm em. Bồ nì xinh quả này ha. Bồ nì xinh quả mày chị ơi. Bồ nì 50kg đô la thôi mãi nếu mà chị hay. Nên chắc phải cái nào có rắp tóc hả? Hả? 50kg đồ lai thoải mái hết lấy chứ mà bồ nì em xem mày chị 35 ha, bồ nì 35 ngàn hả? Lấy chứ mà bồ nì thò ha, 35k đẹp chứ hả? Bồ nì thò 35 ngàn đẹp chứ mày chị ơi. Đây tâm mệt 50 đồ lai thôi mày chị, 55 thì mệt 55 thì sợ cái cuồng lên tại đây này. Trời ơi xinh quá nè mày chị, mày bồ nì đẹp chứ. Cứ ok chị Hoàng Hải. Chị thay mối chụp cho con bé. 50kg đồ lai luôn hay lấy nhé mà bồ nì. Bồ nì cưu mà chị hay bồ nì cưu ha. Bồ nì cưu giùm em ha. 35 ngàn. Bồ 35 ngàn. Lấy nay vẫn có gặp chị nhất. Lấy nó đẹp cực nha mà chị ơi. Lấy nó xinh quả này ha. Đẹp quả trời 40 ngàn mới kịp luôn. Lấy nó mà chị mong đi chơi đồ mà khoác cũng đẹp nha ha. Đi chơi đi đồ khoác ngoài cũng đẹp ha. Nị 35 cho hoa vỏ. Nị mô, nị cưu hết, nị thò em. Nị cưu. Nị cưu đó. Nị cưu đó. Ở đó. Ờ con cưu tí. Hãy con cưu hả? Nị cưu 35 cho hoa vỏ. Ra tiệt chứ mà bún xanh nha ha. À bún 7, bún 8 kia giùm em bún xanh 10k. Bún xanh 10 ngàn. Cưu hết nè mẹ chị hết. Cưu hết nè. Cứu hệ chị Tigon này. Ok hoa vỏ ha. À, con nị thọ thôi chị ạ. Nị thọ, phải con thọ. Nị thọ thôi. Con nị thọ cả chị này. Con thọ thôi chị Tigon lại không? Thì cũng cưu rồi hả? À, đẹp chứ. Đi hoa vỏ xem lại cái này. Ừ, nó đẹp hoa vỏ ơi. Mọi đẹp như sao luôn. Khoác vô ha, mình mặc cái chỉ đỏ ha, mình khoác cái áo em đi ngoài là báo xuất sắc luôn ha.
này ha, thêm hai cái em cục bóng gì đáng yêu xinh xắn ha, nụt là nụt đáng băng lén luôn này, 40k thôi hoa vò hi. Trời ơi mệt chưa, 40k rẻ dễ sờ luôn, rẻ mới rẻ dễ sờ chứ không phải rẻ vừa luôn. Cái lén này là không tì vết gì nhá, không lỗi gì hết cả luôn. Vậy xám giúp em ha, màu xám cho nhanh nha mẹ chị, cho em không biết chính xác mà chị. Mùng 5, mùng 6, à mùng 7 ký đồ lại cho đẹp ha. Vậy xám em xem mẹ chị 15 ha, vậy xám 15k đẹp chưa. Thế nhưng mà vậy xám 15k. Trời, quá anh kỳ này con này. Này thì chắc mà áo này xinh quá lắm mà chị ha. Áo len đấy mà chị ha. 55 kia ok cho em ha. Lấy nhưng mà len phối xem mà chị là 30.000 hay len phối 30k. À trên lái là nhìn nhiều khi do ánh sáng á chị. 55 kia đồ lại ha. Ở đây ba em dính một cái chỉ chị cho trà hay. Dính một cái chỉ là chị cho em trà luôn, yên tâm ha. Thấy không? Ha ha. Ha dính chùm mô ba. Như khi mà môi của chị bay lên bay xuống á. Anh thấy gai bị lệch ăn phải. Nếu mà về mà dính gì chỉ là trả tả luôn, cam kết luôn. Rồi hóa vỏ lý ao lên thì chuột nhá. Vẹt đấy mà chị á, vẹt đen. Đi tiệc ha, về lên. Alo, vẹt đen nhưng mà chị hết 47kg đồ lại giùm em, 17.8 này đẹp chứ mà chị hết. Thằng Lê muốn xem lái xe to cho em bởi em chưa mà em đi tiệc. Em xuống đi cho chưa chị lái chị lục đô lâu á, thế em xuống đi chị bỏ ra cho. À, lấy nhưng mà vẹt đen xem mà chị 30.000 hay 47.8kg giùm em ha. Vẹt đen 30k. Đó, có cái xe trắng thôi thế. Trắng thôi đi tiệc thế. À, hiện tại là nhớ được cái set đó ha. Con em xuống đây. À. Đây, cho em set này đi tiệc. Set này đi tiệc là quả xinh đó chị. À, là hàng Lê này. Set đen cho bún Lê. Set đen 30. Vẹt đen 30 cho bún Lê. Đây người đẹp ơi. Sẹt đây người đẹp ha, ảo nè. Nào. Đây cũng sẹt đây ha, chứ vậy. Đó, ok chưa? Mang thư đu quốc nè, xuất sắc. Thư sắc nữa. Đấy, như thằng Lê thì cái sẹt này là 120, 120k. À, đẹp chưa? Chắc là ok luôn hả? Nếu được thì chiêu xuống được không Hằng Lê? Chiêu xuống được không? Rồi Hằng Lê vừa cái set này thì chụp nhá. Hằng Lê vòng bụng mày hay vòng em mày cân đo không? Chơi đó nằm mày hay 77 em hay. Em 77 thế hả? Em lại phạt rồi nó thật to gì sao? 77 thì là ok rồi. Hằng Lê to mình chứng bố. Éo 77 nhưng mà 79, 80 mặc vẫn vừa chứ. Bún 78, 77, 78 đó. Thế nhưng mà bún trắng mà chị hay bún trắng giùm em ha. Bún trắng 55 kia giùm em ha. Bún trắng em xem mẹ chị 15 nha. Cứng chưa. Thế nhưng mà bún trắng 15k. Xong mua dây câu gọt. Bún trắng 15k. Hello Nguyễn Thanh. Cho chị Trang Nguyên. Hello Trang Nguyên. 3 giờ là chị lái xong này. Em xem lại dây đen. Thế đôi đen này, đôi đen sai bùng 1 là 40 bùng 1 lần. 40 bùng 1 lần lần bún lê ơi. Bún trắng cho chị biết to. Bún trắng mấy? 15. 40 bùng 1 lần em ơi. Cái này mà chị về chui lại cho em thôi. Hả hả, chui ra da bọng đẹp dễ sợ chứ. Bún trắng 15 cho chị biết to. Đôi này là hàng xuất sắc nha hả. Đôi này mà chị mà 40 bùng 1 mà mua về mắng ứng em cho trả liền luôn.
quá thể bị ngạ mau không nhỉ? Họ có laptop nữa mà chị hả? Có laptop hả? Cũng 6kg đô la cho đẹp hả? Có laptop 10k hả? Có laptop 10.000. À bữa nay con mời chị Victor nhá. Đâm lanh hoa giùm em nè. Đâm lanh hoa. Dạ chị à, dạ là chị xem 100.000. Đô là chị xem 100 hả? Form đấy tầm 6kg đô la hả? À về lanh 10k hả? Bữa nay chị xem 100k hả? Bữa nay phải mua cả tiền tiêu đấy mẹ chị ơi. Vì thường bà chị sợ cái hàng này thường này hả? Gì? Hàng chị đây? À, ghi đây size 39 đấy hả? Ghi size 39. Không phải 40. Ghi ở đây size 39 nhưng mà 40, em size 40. 38 lắm mà con rồng một khúc em nghĩ là size phải 40. 40. Đẹp luôn, nó thuộc dàn dai. Ai mà đừng cái sái nó đôi đẹp lên đó. Sắc luôn. Không biết tính như là cũng hiểm không ạ? Ờ, đẹp đó. Ừ. Sái 38 nó thấy to rồi đấy. Không có mấy người to lắm. Đi một ngoài không tới. Một ngoài đi sái nữa đó. Chứ mà bù lánh mày thì bù lánh. Bù lánh này mà chị mua cho bẻ mặt cho xinh này chứ em phải nhờ nhận đi bù lắm ký đồ la thế. Bù lánh cam 15 ngàn hả? Bộ lăn cam 15k mới đẹp nhé mày chê, bộ lăn cam 15. Tập đỏ đi. Tập đỏ giùm em. 45kg đồ lại giùm em ha, lấy nhưng mà đâm đỏ, 20 ha, lấy nhưng mà đâm đỏ 20k. Đâm đỏ 20. Lên cao cổ nữa mà chị ha. Nhưng mà lên cao cổ ha. Lên trắng ha. 46 47 kia giùm em ha. Lên trắng em xem mà chị 15 ngàn ha. Lên trắng 15. Áo trẻ vai thôi mà chị ha. 50 kia đầu lại giùm em ha. Trẻ vai 10k. Nếu như mà trẻ vai 10. Trời ơi, vẹt nó đẹp chứ. Thằng Lê chị nói là 3 giờ là chị lái kiếm sống mà. Mẹ buồn. Nghe hả? À ba giờ em xuống đi hả? Phải cưng nội khẩu cưng nhận chứ hết ba giờ em cứ xuống đi. Nếu như mà 55 ha, vẹt 55. 55 kỷ đô la nhưng mà chị hết chứ không phải 55 ngang mới nè. 55 kỷ đô la ha, lấy chứ mà vẹt vẹt em xem mà chị 40 ha, vẹt 40 ngang, đẹp chứ. 55 kỷ đô la quá xinh luôn ha, mà chị hết. Nếu như mà vẹt 40 ngang. 55kg đồ lại giùm em hả? Nghe mày bẻ hả? Chứ mà đâm hay mà chị đâm. Đâm đây mà cho mày bẻ mặt ở nhà cho mặt mẹ đó mà chị. Bẻ ra tầm 40kg đô la hết. Nếu mà mình lợn thì mình 45kg nha mẹ chị. Lấy nhưng mà vàng 10 ngàn ha. Vàng 10k. Vàng 10k cho men. Nếu chứ mà đâm đa nè mẹ chị. Đâm đa. Đâm này đẹp nhưng mà sao nhỏ mẹ chị ơi. Khoảng tầm 16kg đô la cho men ha. Nếu chứ mà đa, đa này 20 ha. Đa 20k, 46kg đô la. Đa 20. Vàng cho tổ hi. Trong gai cái mù lai đâm mày chị hi. Nói thật kẹo được không? Trời ơi, sụp dây kẹo. Về vàng cho tổ hi. Này về thấy dây kẹo cái mù lai giùm em hả? Nấu cho Lê Ngọc. Nấu mày hả? Nấu 20. Bên trong lọt lọt mì nữa mày chị hả? Bên trong lọt mì nữa hả? 50kg đồ lai ha. Để cho mà áo khoác đấy mày chị. Áo khoác cho nhanh ha. 50kg đầu lại ha, khoảng em xem mà chị 20 đẹp chưa? Khoảng thôi cái em khoảng em xem mà chị 55 ngàn đây, khoảng 15k mà chị phải sửa lại cho bọc thế. Tôi thấy cái kẹo cái mù giùm em ha. Rồi 15 ngàn cái này quả đẹp luôn ha. Lọt lì bên trong này. Khoảng 15. Rồi cái ảo nấu cho tổ hi. À, xin lỗi ảo nấu cho Lê Ngọc ạ. À. Áo khoác cho tí gôn.
Thì chắc mà chắc cái này ha. Chắc cái tê hả? Ờ. 15. Đây đây cái tê nha mà chị, phải cái tê chứ thu nợ cái tê phải hả? Cái ta hả? Chị. 50 nó 1 ký cho mẹ. Để chứ mà là ông vẹt hoặc vẹt đi ha. Em gọi là hoặc vẹt đấy đẹp chứ mà chị ha. 50 nó 1 ký ha, lấy chứ mà hoặc vẹt đem sao mà chị 35 ha. Cái này đẹp em mình mà chị ha. Hoặc vẹt 35 nha ha. Phọc pháo 15 cho tí gôn. Ừ, đẹp chứ. 50 đến 1 kg. Cái này, cái sọc nhỏ lắm. Cá tế hay cá tế chi đó. Nó nhỡ luôn. Thôi chị này khỏi nhỡ. Cái chữ tích kê. Tích kê. Dạ rồi, chị trống lên. Áo khoác cho chị Hoàng Hải. Đâm nam mà chị hay đâm nu với em hay đâm nu? Hoặc mấy hóc? Hoặc 35. Hôm nay ra kia kiểu không? Ồ. Ồ. Mình là kiểu tắc kế, không phải họ là kiểu tích kế. Ừ. Nên bị lồi đi nè. Hôm nay em xéo 10 ngàn chị đâm với sữa. Thấy cái kẹo thôi chứ không sữa chứ hết mà chị hay. À ha, đâm nu đó mà chị. 55 kg thoải mái này ha, đâm nu em xem mà chị 10 ca ha. Đây thấy cái kẹo giùm em. Cái kẹo vừa nay ha, mà bị đứt hai đó. Hoặc 15 là hết rồi chị Hoàng Hải này. Khoảng 15 là hết rồi, có khoảng 35 thôi. Em có khoảng 35 thôi, khoảng tích kế á chị. Ông đi với mà chị ha, ông đi với em. Nì ha, 55 kg đồ lai thoải mái nha mà chị ha. Cái nì đây á, có sơ rồi em xem mà chị 10 ngàn ha. Nì 10k về mà chị cha sơ mặt đẹp nha. 55 kg ok ha, nì 10. Nì đẹp chứ. Cha sơ ha. Cha cái sơ đi. Lại cái đô bạch cha ta ta. Da mà chị ha, da giùm em. Da đen. Nì 10 cho đi mon. Hôm nay tầm 46, 47 kg thôi mà chị ơi. Em gai nục sắp vô thôi ha. Gần vô tới 46, 47 kg ha. Để nhớ mà nì. À quên, da đen. Da đen xem mà chị 30 ha. Da đen 30k. Đẹp chứ. Da đen 30 ngang giùm em ha. Da đen 30. Thế mà da đen 30. Rồi xin một chậm cho mẹ chị em mua đôi bẻ mẹ chị. Không, đưa cái báo cho nó. Ok. Nên bỏ ra loại. Nên loại chứ cái động gì sợ ba. Đôi bẻ mẹ chị. Bạn ấy có đôi bè đôi lợn luôn. Bạn ấy có đôi bè đôi lợn rồi. Ngày khi mình không lên đồ bè thì nhiều người hỏi đồ bè. Nè, ẩm đó mà chị. Ờ, đây là ẩm của nám nha mà chị. Ẩm của bẻ đấy ha. Ẩm bẻ này, không thể lợn mặt được không cho bẻ. Bẻ lợn này là ẩm bẻ nha. Nè, mình lỡ chứ. Có kiểu dây đà gì sơ lúc mà chị ơi.
Ồ, cái áo này bên trong này mà chị này, lọt này, cho nên mặc là khỏi sớm mùa đông tới luôn. Trời ơi, đẹp quá lắm mà chị hả. Thế đây em nghĩ là nam được đều được ha, lượng bé ok hết đấy mà chị hả. Hôm nay là tầm 52kg ok cho em ha, 50-52kg thoải mái nè. Lấy cho mà ấm, ấm em xem mà chị lo 80 ha, ấm đây 80 ngàn. Ủa em chạy qua đường bà bạc ha, lấy cho mà ấm 80 ngàn cho em mà chị ơi. À, chắc của nữ đấy mà chị ha, nữ cho răng trái mà còn cái đi được ha, nữ ha. Là ha, lấy cho mà ấm 80k, đẹp chưa. Lấy cho mà pháo ấm hay pháo, pháo ấm 80. 52kg đồ lại giùm em ha. Một lục với kẹo, một lục lục gai nè mẹ chị ha. Nhưng mà phao ẩm 80. Mặt tỉ mà nóng mẹ chị. Mặt tỉ mà nóng luôn. Hello quý mi. Chị à, chị Thanh ngô chụp cái này hả? Thế không ẩm này phải cơ. Cái này là ẩm phải không? Nóng là ẩm rồi. Chục nha. Hà chị Thanh có chục cái nữa hả chị? Chứ mà vải vang bẻ đấy mà chị nghe, vải vang bẻ giùm em nè. Cái là đi hả? Vang bẻ bẻ 83kg đồ lại ha. Nhưng mà vang bẻ em xem mà chị 20 ha, 23kg đồ lại giùm em. Vang bẻ 20k. Áo kiểu số cho bé nữa mà chị ơi, xinh chưa? Bé đấy bé 84kg đồ lại ha. Lấy cho mặt kiểu số bé em xem mày chị là 15 ngàn hay kiểu số bé 15. À, nó không phải cái nữa. À, cũng phải, cũng phải. Sẹt me bé nha mày chị, sẹt me bé nè. Hả? Đây mẹ đã 60kg ok nha mà chị. Bẻ là bẻ 80 45kg cho em ha. Đó ha, chị nó có gọi sệt mẹ bẻ cỡ này không ha. Lấy cho mẹ về mẹ và bẻ ha. Mẹ và bẻ em xem mẹ chị 80 ha. Mẹ và bẻ 80k, đẹp chưa. Bẻ là bẻ 85kg đồ lại ha. Mẹ là mẹ 60kg ok luôn ha. Tại vì phong không xuống ha. Để cho mẹ là sệt 80. Vậy hóa cho bẻ mày chị ơi, vậy hóa bẻ nè ha. Bẻ 80-23kg giùm em ha. Lấy nhưng mà hóa bẻ 20 ha. Hóa bẻ 20k. Hóa bẻ 20 nha. Buông xuống bẻ nè ha, buông xuống bẻ giùm em ha. Bẻ đến bẻ 80kg đồ lại ha. Buông xuống bẻ xem mày chị mà 20 ha. Buông xuống bẻ 20k. Bẻ to tầm bẻ 80kg ha. Xuống bẻ 20. Nên nó vậy vậy xuống bẻ đó mà chị hiểu. Vậy đen giùm em ha. Vậy đen nó bẻ 85kg đồ lại. Đâm đen em xem mà chị 20 ha. Đâm đen 20 nha. Vâng bẻ cho tụi hi. Để nhớ mà la. À, đen bẻ 20 nha. Vâng bẻ 20. Tại chất ri xinh quá nên mà chị hết chất ri nó xinh ghê chứ. 13kg đồ lại giùm em ha. 13kg. 13-14kg ha. Để nhớ mà chất ri em xem mà chị 25 ha. 13kg đi cho đẹp ha. Thế chứ mà là cherry bẻ 25 nha. Nên mà chị mẹ bị sữa ngủ rồi. Mẹ ráng xanh cho bẻ đấy mẹ chị, 15kg đồ lại. Ráng xanh bẻ 15k ha. Ráng xanh bẻ 15 nha. Ủa chá. Quýnh tê. Báo tiếp tê. Quýnh lên nha. Vậy cái rô đò bẻ nó mà chị 15kg đồ lại ha. Cái rô đò bẻ 20 ha. Cái rô đò bẻ 20k. Bà chị cho em chậm nhé. Bà chị đâu có cỡ đây không. Đâm trặng bẻ này xinh quá nè ha. Đâm trặng bẻ giùm em nè. Bẻ này bẻ 82-23kg giùm em. Xinh quá trời luôn nè mà chị ha. Trặng bẻ 30k ha. Nếu như mà trặng bẻ 30 nha ha. Bẻ 30.
tiệm đó mà chị hay tiệm bè ha. Tiệm bè 85 kg đô la ha, tiệm bè 20 ha. Để cho bà tiệm bè 20. Tiệm bè 20 ngàn. Thì đang có chị mua đồ bè đó đây. Thôi qua đồ lớn. Qua đồ lớn nha mẹ chị ha. Đây bè vào đây đi. Này lấy cho mà sẹt, mà chị hết sẹt bồ này ha, sẹt bồ. Sẹt bồ hang níu cho mà chị hết sẹt bồ hang níu này ha. 52 53 kg thoải mái giúp em ha. Sẹt hang níu giúp em mà chị ha. Nếu mà sẹt em xem mà chị là 100k ha. Sẹt bồ đen hai, bồ đen 100.000 giúp em ha. 52 53 kg thoải mái chất đẹp cho mà chị ha. Thì cho mà bồ đen 100k. Bồ đen 100.000. Cái mà bồ xám nè mẹ chị, bồ xám. Bồ xám giùm em ha. 55 kg đô la thoải mái nè mẹ chị ơi. Đẹp chưa ha? Đấy nhưng mà bồ xám em xem mẹ chị 90 ha, bồ xám 90.000. Hàng níu hết nha mẹ, cái này là chất đẹp chứ mẹ chị, chất mạc đẹp luôn ha. Bồ xám 90. Mà cái vải nó sượng lắm mẹ chị ơi. Sẵn này là ống bó chị nhá, chị trấm lên này. Ở tiệm xinh quả nữa mà chị, ở tiệm xinh chưa? Ở tiệm hăng níu hết chứ mà chị, 55kg ok này ha. Rồi còn tiệm đẹp xuất sắc nha mà chị ha. Để nhớ mà ở tiệm em xem mà chị 60 ha. Ở tiệm 60 ngàn đẹp quả này ha. 55kg đồ lai thoải mái giùm em ha. Chất này mà chị ơi. Đẹp ghê luôn ha. 55kg đồ lai ha, lấy nhớ mà ở tiệm 60. Rồi kẹo. Đẹp ghê luôn á. Ở tiệm 60. Đâm lén nha mẹ chị ơi, đâm lén nha ha, đâm lén đỏ này ha. Đâm lén đỏ giùm em ha. 50 52 kg giùm em ha, lấy nhưng mà lén đỏ, hàng níu luôn mẹ chị ha. Lén đỏ em xem mẹ chị là 101 ha, đâm lén đỏ 110k. Chắc lén nha mẹ chị ha. Đâm lén đỏ 110. Ok, sẽ cái bộ lô một cục. Hello Mỹ Linh. Mỹ Linh đang có lấy ỉa mong Mỹ Linh. Đó ha. Tiếp nữa mà chị ha. Sạch vàng giùm em ha. Đó 53 54 kg thoải mái này ha. Đó cái này 55 kg cũng được ha. Lấy nhưng mà sạch vàng xem mà chị 110 ha. 110k đẹp quá trời luôn ha. Áo là áo bo đi này ha. Hello Ram mang ha. 53 54 kg 55 kg ok luôn ha. Lấy nhưng mà sạch vàng ha, bồ vàng ha, 110k. Chất nữa mà chị ha. Chất đẹp nha ha. Đẹp ghê luôn á. 50 ngàn giùm em. Vì đang mặc bị lung mì lấn. Mặc yếm mà đang lung em. Mặc yếm bây giờ thương chứ. Mang bá tá nữa. Thì chứ mà nó sẽ đỏ nè. Đò giùm em mà chị ha, sạch đò ha. Hôm nay 55kg ok giùm em. À thôi 50kg thôi mà chị ha. À 55kg được nha ha. Đấy nhưng mà sạch đò em xem mà chị 65.000 hàng điếu luôn mà chị ha. Sạch đò 65k, đẹp chưa? Cái đấy mà chị ơi. Dạ là chứ tới hàng chờ nữa mà chắc là chắc hàng sọp nha ha. Sạch đò 65k ha. Đấy nhưng mà sạch đò 65.000. Ở ngoài trường bạn bố bình thường là 100 rồi mà chị ha. Đây như sạch đô đẹp ha. Bồ lùa nè mẹ chị ha, bồ lùa 60kg thoải mái giúp em ha. Thế nhưng mà bồ lùa xanh em xem mẹ chị là 65 ha. Bồ lùa xanh 65k. Hôm nay 60kg ok giúp em ha. Bồ lùa xanh 65.000. Thế chị Minh Châu Lê. Cuông nè mẹ chị, cuông đu ha. 55 57 kg thoải mái nè ha. Lấy nhưng mà cung đu em xem mà chị là 35.000 ha. Cung đu 35k, cung níu nha mà chị ha. Cung đu 35k.
Bộ hông này hả? Bộ ngủ hông giùm em hả? Xin sẵn đàn yêu chứ. 50-52kg thôi mại giùm em hả? Nếu chứ mà buồn ngủ hông xem mày chị 30 không? Buồn ngủ hông 30 ngang, cứng gì sợ chứ. Buồn ngủ hông 30k. Nhưng mà buồn ngủ hông 30. Nghỉ nha. Thôi em nghỉ ngang đây nha cả nhà hay. Hẹn gặp lại mừng có phải trưa mai nha cả nhà ha. Hôm nay đủ dư đụng lời hứa lên sợ mà nghỉ trễ rồi. Giờ kèm mưa rồi. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai nha. Bye bye.